Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Biệt thự Tần gia. Chào cô, xin hỏi cô tìm ai ạ? Ông là người mới đến à? Tôi là đại tiểu thư cung gia, hôn thê tương lai của đại thiếu gia các người. Ồ, cô chính là đại tiểu thư cung gia đó hả? Thật là ngại quá, phu nhân và chúng tôi có dặn dò tất cả người của cung gia hôm nay không gặp. Mời cung đại tiểu thư về cho. Hôm nay tôi nhất định phải vào, ông mở cửa ra cho tôi, có tin tôi đuổi ông không? Không mở chính là không mở đấy, phu nhân đã có lời, người của cung gia các cô một kẻ cũng không được vào. Đặc biệt là người phụ nữ lăng loàn như cô là ở bên ngoài vụng trộm, người đàn ông khác, đúng là bôi nhọ mặt mũi của đại tiểu gia nhà chúng tôi. Được, ông xem đợi lát nữa tôi xử lý ông thế nào. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đáng chết, sao lại không gọi được mãi vậy? Cung đại tiểu thư, cô vẫn là đi mau đi, đừng cản đường ở đây nữa. Ông đợi đó cho tôi, sớm muộn có một ngày tôi sẽ xử lý ông. Cung gia đại tiểu thư cái gì? Phì. Trợ lý đặc biệt Vân, những tấm ảnh nên chụp tôi đều chụp rồi, tôi lập tức đi liên hệ với truyền thông bảo bọn họ viết cho hay vào. Khách sạn Hoàng Triều. Mộc Mộc, chị xem tin tức mới chưa? Có người tối qua đã động vào cung gia. Giày vò cung gia phu nhân và nhị tiểu thư thành như vậy, thật đã. Thật là đặc sắc nha, hơn nữa cổ phiếu cung gia đã sụt giảm điên cuồng không dứt rồi, cách bờ phá sản hầu như chỉ còn một bước thôi. Đúng rồi, còn có một chuyện, lúc nãy có người phát tán tin tức cung đại tiểu thư bị Tần gia từ chối ngay ngoài cửa với truyền thông. Cung vũ còn cãi nhau với bảo vệ nhà họ Tần nữa, ha ha, kịch hay không dứt. Cung gia đúng là tạo nghiệp nhiều rồi, cả ông trời cũng không tha cho chúng. Nhưng mà những việc này đều do ai làm vậy chứ, mình lại rất có hứng muốn làm quen chút. Ôi da, người nào đi đường không có mắt lại dám đụng vào tôi. Cung đại tiểu thư đi đường sao lại không cẩn thận như vậy, nếu như lại hại đến đứa con trong bụng thì phải làm sao đây? Mộc, Mộc Cẩn, sao cô lại ở đây? Cung đại tiểu thư có phải tưởng rằng tôi lúc này chắc đã bị sát thủ cha cô phái tới giết chết rồi đúng không? Không, cô ta làm sao biết được, không thể nào, không thể nào. Cung đại tiểu thư không phải vẫn luôn cao cao tại thượng sao, sao lại sợ hãi như vậy chứ? Tiện nhân, tôi mới không thèm sợ cô đó, nếu cô dám ra tay, Vân Dật sẽ không tha cho cô đâu. Cô tưởng tôi muốn động vào cô, Tần Vân Dật có thể bảo vệ nổi cô sao? Hay là nói, nếu như tôi nói hết những việc cô làm cho anh ta, cô đoán xem ta sẽ lại đối xử với cô thế nào? Một cẩn, đồ tiện nhân, cô dám? Hỗn sực! Á! À! Cô lại dám đẩy Mộc Mộc à? Muốn chết. Cháp 42, anh là rác tôi vứt đi. A a. Tay của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Làm tàn với một tay của cô tính là nhẹ rồi, lần sau còn dám tổn thương đến một cọng lông của Mộc Cẩn, tôi khiến cô chết không chỗ chôn. Mộc Cẩn, cô đợi đó cho tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lại muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần à? Cô cho rằng cung gia cô còn có cơ hội như vậy sao? Đường đường là công tử của ám dạ đế quốc lại bị một cung gia nho nhỏ đưa vào viện tâm thần. Thì ra người phụ nữ này là một trong những tên cầm đầu. Mộc Cẩn, người phụ nữ độc ác này, cô đừng đắc ý quá sớm. Vân Dật là của tôi, anh ấy sẽ không ở cùng với cô đâu. Ha ha ha, cung vũ đầu óc cô bị bệnh hả? Trong mắt tôi, Tần Vân Dật chẳng là cái gì cả. Cô nói tôi độc ác sao? Không biết đợi sau khi Tần đại thiếu gia nhìn thấu được bộ mặt thật của cô rồi, sẽ lại cảm thấy rốt cuộc là ai độc ác nhỉ? Tiện nhân, nếu cô dám nói lung tung, tôi nhất định sẽ khiến cô không được chết yên ổn đâu. Tần đại thiếu gia, xem kịch lâu như vậy, không muốn thay vị hôn thê tương lai của anh đợi một lời giải thích sao? Vân Dật. Vân Dật, em vốn đến nơi này để tìm anh, nhưng mà không ngờ rằng Mộc Cẩn đã cho người bẻ gãy tay của em rồi. Những lời em nói lúc nãy là thật sao? Tần đại thiếu gia đang hỏi cái gì? Hình như tôi nghe không hiểu lắm. Em biết anh đang hỏi cái gì mà. Ha ha ha, lúc nãy tôi nói Tần đại thiếu gia anh trong mắt tôi chẳng là gì cả. Không phải anh chính là muốn biết câu nói này là thật hay giả chứ? Tôi nói lại với anh lần nữa,
Tần Vân Giật Anh trong lòng tôi đúng là một không đáng một đồng, cũng giống như rác ở trong thùng rác vậy, là phế vật mà một cẩn tôi không cần đến. Vân Giật, một cẩn á tiện nhân cô. Tần Vân Giật, nhớ kỹ sau này phải quản tốt người phụ nữ của anh, nhưng lúc bây giờ tôi vẫn chưa muốn ra tay với các người, mau chóng cút đi. Nghe thấy chưa, một mộc nhà tôi bảo các người mau cút đi, đứng ì ra đây là định bảo chúng tôi mà các người ăn cơm hay sao? À, em đau quá Vân Giật, cánh tay em gãy rồi, anh đưa em đi bệnh viện được không? Thì ra trong những ngày tháng chị biến mất trước đây, bọn họ lại từng làm những việc như vậy với chị. Lúc đó sự việc xảy ra quá đột ngột, chị vốn không hề có thời gian phản ứng lại. Lúc chị tỉnh lại là đã ở trong bệnh viện tâm thần rồi, khiến chị vốn dĩ không thể liên lạc với các em. Đợi sau đó cuối cùng chị trốn được ra ngoài, lại bởi vì hôn mê mà mất đi ký ức, mãi tới trước đây không lâu mới nhớ lại. Nói ra thì bên trong đó lại có một phần công lao của Dung Tuần. Nếu không có đêm hôm đó, tính ra bây giờ chị vẫn là đứa con gái nuôi ngày ngày bị ức hiếp của nhà họ Tô. Đại nạn không chết, ắt sau này có phúc. Bây giờ chị hạnh phúc quan trọng hơn bất cứ thứ gì rồi. Tập đoàn Dung Thị. Dựa theo kết quả theo dõi lúc trước, cung vũ ở Tần gia đã làm ra một trò cười lớn. Tin tức mới này bây giờ đã liên hệ với truyền thông phát tán đi rồi. Nhưng mà theo các báo cáo mới nhất, cung vũ sau đó đã đến khách sạn Hoàng Triều, công kích mọi chỗ trước mặt mọi người. Bắt người phụ nữ to gan dám bức hiếp Mộc Mộc đó lại, tôi phải đích thân xử lý cô ta. Cháp 43, sự trừng phạt của Dung Tuần. Công xưởng bỏ hoang. Chủ nhân, người đã đưa tới rồi. Mở ra. Á, các người là ai? Trói tôi đến đây làm gì? Tôi là đại tiểu thư cung gia, nếu các người dám động đến một cọng tóc của tôi, cung gia sẽ không tha cho các người đâu. Không làm chuyện trái lương tâm sao phải sợ quỷ tới gõ cửa? Cung tiểu thư có phải đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì hại người nào đó rồi không? Có phải tiện nhân một cẩn đã bảo các người làm như vậy không? Chỉ cần các người thả tôi ra, các người muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho bấy nhiêu. Xem ra thật sự là cô rồi. Lần này coi như cảnh cáo Mộc Mộc là người của tôi, tránh xa cô ấy ra. Còn dám hại cô ấy đừng trách tôi ra tay với phụ nữ. Quả nhiên là con tiện nhân đó. Trừ phi tôi chết đi, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cô ta. Ngu ngốc không tỉnh ngộ, không cho cô biết tay một chút thì cô coi như Dung Tuần tôi như đang đùa sao? Phế đôi chân của cô ta trước cho ta. Đừng mà, đừng mà. Không. Á. À. Chủ tử, cô ta ngất đi rồi. Các người biết sau đó phải làm sao rồi. Chụp cẩn thận đấy. Đây là tấm ảnh cung đại tiểu thư bụng dạ nham hiểm bị kẻ địch báo thù dọa ngất đi. Xem ra ngày mai lại là một tin tức lớn đây. Cung đại tiểu thư từ từ hưởng thụ. Nghe nói ở đây từng có người chết, nửa đêm cũng có thể nghe thấy tiếng khóc. Tin rằng cô nhất định sẽ thích nơi này. Biệt thự Dung Tuần. Sao muộn vậy vẫn không nghỉ ngơi, đang đợi anh à? Mãi không thấy anh quay về, em không ngủ được. Là anh không tốt, lần sau anh nhất định sẽ sớm ở cạnh em, có được không? Ông Dung, anh như vậy thật sự sắp chịu hư bà Dung rồi. Vậy tốt biết mấy, đợi ngày nào đó thật sự chịu hư em rồi, cho dù em muốn bỏ đi cũng không xa rời được anh. Bà Dung thích ông Dung mãi mãi cũng không rời đi. Mộc Mộc, rồi sẽ có một ngày anh sẽ khiến cho trong thế giới của em chỉ có anh, chỉ nhớ anh, chỉ yêu anh. Sẽ không có người nào khác có thể đi vào trong tim em nữa. Vậy trong tim anh thì sao? Trong thế giới của anh à, sớm đã chỉ có một mình em rồi. Phải không? Như ông Dung rất được yêu thích đó, khắp nơi đều có phụ nữ muốn nhào vào lòng, thật là khiến người ta ghen tị. Ồ, bà Dung như vậy là ghen sao? Làm gì có chứ, đầu óc của bọn họ xem ra đều không được tốt lắm. Ông Dung không thích điều này nhỉ? Ha ha ha, đúng đấy, ông Dung chính là thích điều này của bà Dung. Chỉ là bên cạnh bà Dung cũng hoa đào nở bừng, có phải bà Dung cũng nên cắt sữa tỉa tót đi không? Hoa đào gì chứ? Cô gái này sao lúc nên ngốc thì lại không ngốc một chút, không nên ngốc thì lại bắt đầu ngốc rồi chứ. À, không có hoa đào gì nữa rồi. Cháp 44,
bức hôn Tần Vân Dật. Công xưởng bỏ hoang. Thiếu gia, địa điểm trong thư xác thực là chỗ này rồi. Đi vào trong xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Thật sự là cung đại, gia đại tiểu thư. Mau gọi điện thoại, gọi xe cứu thương, gọi thêm người của cung gia đến nữa. Dạ. Rốt cuộc là ai dám làm như thế? Mộc Cẩn, có phải em không? Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Rốt cuộc là ai cả gan làm hại con gái ta như vậy? Thật sự là muốn chết mà. Thương tích của bệnh nhân quá nặng, chúng ta phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện tiếp nhận chữa trị, nếu không hai chân cô ấy có thể sắp tàn phế rồi. Hai chân sắp tàn phế là ý gì? Anh nói rõ ra cho tôi, con gái tôi đang khỏe mạnh sao lại hai chân lại tàn phế mất? Ông cung, con gái ông chắc là bị người ta bẻ gãy hai chân vào đêm tối hôm qua. Bây giờ đã chậm trễ nguyên một buổi tối rồi, ngay cả đưa đi chữa trị với tốc độ nhanh nhất cũng rất khó nguyên vẹn không tổn thất gì, xin hãy chuẩn bị tốt tâm lý. Anh nói cái gì? Tần đại thiếu gia, còn có biết là ai không? Là ai lại có thể đem con bé từ bệnh viện đến nơi này, lại độc ác như vậy đánh gãy chân của nó? Bác trai, thật sự xin lỗi, cháu hoàn toàn không biết sự tình. Buổi sáng cháu nhận được một lá thư nặc danh, trong đó là một địa chỉ và một tấm hình. Cung Vũ trên tấm hình chính là bộ dạng lúc nãy. Sau khi cháu vội vội vàng vàng đến được đây, liền phát hiện Cung Vũ lại nằm ở đây. Bác trai, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự việc này, cho bác một câu trả lời. Vân Dật à, bác trai luôn hy vọng cháu và Tiểu Vũ sẽ yên ổn, nhưng không ngờ sự tình lại trở thành như vậy. Nói đến hôn sự của hai con, hay cung gia vốn dĩ đã sa sút, không ngờ bây giờ Cung Vũ lại bị người ta phế đi chân tay, chỉ sợ Tần gia cậu cũng không chịu cần con bé nữa. Bây giờ ta phải ra tay trước, ép Tần đại thiếu gia cậu bày tỏ thái độ trước mặt mọi người. Bác trai yên tâm, việc của cung gia cháu nhất định sẽ hết sức giúp đỡ, chỉ là vốn xoay vòng của Tần gia cũng không nhiều, e là cần phải cho cháu thời gian thêm vài ngày nữa. Còn về Cung Vũ, cháu nghe nói có một bác sĩ khoa ngoại tên Roger, người ta gọi là thiên tài quỷ y, cháu sẽ nghĩ cách mời được ông ta. Được, vậy phải làm phiền cháu ngoan rồi, đợi sau khi Tiểu Vũ tỉnh lại sẽ phải thương lượng kỹ càng một chút hôn sự của các cháu. Cháu ngoan sẽ không vì Tiểu Vũ tàn phế hai chân mà không cưới nó nữa chứ. Đợi Cung Vũ tỉnh lại trước đã, chúng ta đều nên tôn trọng ý kiến của cô ấy. Được thôi, mong là Cung Vũ có thể chuyển nguy thành an, sớm ngày khỏe mạnh vậy. Tiểu tử cậu thật là giáo hoạt vô cùng, mấy lời này nói ra như chưa nói vậy, nhưng mà nếu cậu muốn bỏ mặc cung gia bọn ta ở đây. He he, không có cửa đâu. Cẩn Nhi, thật sự là em làm sao? Tại sao em phải đối xử như vậy với Cung Vũ? Còn hôm qua ở khách sạn Hoàng Triều nữa, các người rốt cuộc đã nói những chuyện gì mà tôi không biết. Tập đoàn Dung Thị. Thiếu gia, theo báo cáo từ Tiền Phương, Tần Vân Dật đã nhận được thư của chúng ta, cùng cung gia cũng Cung Vũ đi rồi. Cung Vũ thương thế rất nghiêm trọng, chỉ sợ 10 phần hết 8-9 phần tàn phế rồi. Tốt lắm, một cung vũ sống mà tàn phế phải có giá trị hơn một cung vũ đã chết. Sau khi cung vũ tàn phế, Tần Vân Dật đã rất khó công khai đá cô ta đi, nếu không cả Tần gia sẽ phải chịu đựng áp lực dư luận từ xã hội. Cho nên sự câm nín chịu thiệt này, Tần Vân Dật cũng chỉ có thể nuốt xuống mà thôi. Hôn sự giữa cung gia và Tần gia này chúng ta giúp được cứ giúp, phải làm cho đôi tình nhân Tần đại thiếu gia và cung đại tiểu thư này cuối cùng trở thành người nhà. Chỉ dựa vào Tần Vân Dật anh mà xứng mơ tưởng đến Mộc Mộc của tôi, trong lòng Mộc Mộc chỉ có thể có một mình tôi thôi. Bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy. Cháp 45, hãy quay về bên cạnh Vân Dật anh đi. Khách sạn Hoàng Triều. Chị đẹp à, cuối cùng đã tra ra rồi. Xem ra cho em đi nước ngoài chuyến này đúng là không phí công mà, có phải là cô ta không? Đúng, chính là người phụ nữ đó. Lúc trước lão già cung gia thông qua liên lạc với cô ta mới tìm được sát thủ Calordin đến thích sát chị. Không ngờ cho dù chị chủ động tránh xa gia đình đó, mẹ con cô ta vẫn không chịu buông tha chị. Chị đẹp, có cần em đi kết liễu người phụ nữ đó không? Vẫn chưa cần vội vàng vậy, cứ dạy dỗ cô ta một chút trước đã. Để tránh cho cô ta quá vênh váo đắc ý, đã sắp quên mất ai mới là người nắm giữ thật sự của nhà đó. Dạ. Cẩn Nhi, quả nhiên em ở đây. Anh có thể nói chuyện với em không? Xin lỗi, hôm qua tôi đã nói rất rõ với anh rồi, sau này đừng tìm tôi nữa, giữa tôi và anh đã thật sự không còn gì để nói nữa. Tối hôm qua, Cung Vũ bị người ta phế đi hai chân tại một công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô,
Chuyện này có phải liên quan đến em không? Ha ha, đúng là báo ứng mà. Không ngờ trên thế giới này người thấy cung vũ không vừa mắt lại nhiều như thế đấy. Tôi không ra tay đã có người ra thay tôi ra tay rồi. Tôi thực sự phải cảm ơn người đó thật tốt. Hơn nữa, thời gian này Tần đại thiếu gia không đến bệnh viện ở cạnh hôn thê tương lai của anh, đến tìm tôi làm gì? Nếu như để chó săn chụp được rồi, đối với anh không sao. Đối với tôi mà nói sẽ lại gây ra phiền phức. Dù gì tôi bây giờ cũng là phụ nữ có chồng rồi. Cẩn Nhi, Dung Tuần thực sự không thích hợp với em đâu. Không thích hợp với tôi? Tần đại thiếu gia thật ra muốn nói là tôi không xứng với Dung Tuần phải không? Dù gì Dung Tuần cũng là đệ nhất đế thiếu, thân phận tôn quý. Cẩn Nhi, mọi chủ đại thiếu gia mà trong Dung gia quyết định là đại tiểu thư nhà họ Hà. Lại thêm Dung Tuần chắc chắn không phải thật lòng yêu em. Sau này có lẽ phải đối mặt đồng thời với sự ép bức từ Hà gia và Dung gia. Ồ, vậy Tần đại thiếu gia có biện pháp thì tốt không? Cẩn Nhi, về bên cạnh anh đi, để anh chăm sóc em cẩn thận. Tần Vân Dật, anh tưởng anh là thứ gì hả? Anh dựa vào cái gì mà tưởng rằng thứ đồ một cẩn tôi không cần còn có thể nhặt về lần nữa? Hơn nữa anh có thể gọi tôi là bà Dung, Dung phu nhân hoặc cô Mộc, nhưng mà anh tuyệt đối không có tư cách gọi tôi là Cẩn Nhi. Được rồi, vậy thì nói cái khác đi. Chuyện hai chân cung vũ bị phế thật sự không liên quan đến em sao? Nếu Tần đã thiếu gia cảm thấy là tôi vậy thì cứ là tôi đi. Dù sao cho dù người khác không ra tay, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không nhịn được phế đi cung vũ. Hơn nữa theo thái độ của tôi, phế đi hai chân của cô ta là còn tính là nhẹ đó. Tại sao vậy? Và tại vì tôi thích đấy. Tôi không thích cô ta. Lý do này đủ chưa? Cẩn Nhi, rút tay lại đi. Cho dù cung gia đã bị em báo thù đến gần như phá sản, nhưng bây giờ nếu cung gia và Tần gia bắt tay tấn công lại, em không đấu nổi đâu. Vậy thì đã sao? Muốn khiến tôi dừng tay lại, anh cho đã có tư cách đó sao? Tại sao vậy? Cung gia rốt cuộc đã đắc tội em chỗ nào? Nếu như em là vì chuyện anh và cung vũ năm đó, bây giờ em báo thù như vậy cũng đủ rồi. Càng huống hồ cung vũ là bị em đẩy mới sảy thai. Cẩn Nhi, đó là con của anh đó. Tần Vân Dật, ai quy của anh thật là đáng lo ngại đó. Nói anh biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến em căm hận cung gia và anh như vậy? Có lẽ anh có thể đi hỏi mẹ của anh. Tôi nghĩ bà ta nhất định rất vui lòng nói với anh năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đương nhiên anh cũng có thể đi tìm lão già nhà họ cung, hỏi xem ông ta đã đối xử với tôi như thế nào. Cái gì? Mẹ anh? Cháp 46, đối chất với Tần Mẫu. Biệt thự Tần gia. Anh hai, anh về rồi à? Tần Tiểu Khải, em trai của Tần Vân Dật. Nói cho anh một tin tốt. Hà Hân Hân nói Dung đại thiếu gia từ chối đến hôn với cô ta rồi, cho nên bây giờ em lại có cơ hội theo đuổi cô ấy rồi. Ha ha. Dung Tuần lại từ chối liên hôn với Hà gia. Anh ta lại vì Cẩn Nhi làm tới bước này sao? Không được, mình không thể để anh ta cướp Cẩn Nhi đi. Cẩn Nhi là của mình. Anh hai bị sao vậy chứ? Sao hôm nay kỳ lạ thế? Mở cửa. Vân Dật, vừa hay mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Mẹ thấy hôn sự giữa con và cái cô đại tiểu thư nhà họ cung đó cứ bỏ đi. Dù gì Tần gia chúng ta cũng không thể có một đứa con dâu tàn phế. Mẹ, con muốn hỏi mẹ năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Cẩn Nhi đột nhiên xa cách con. Mẹ nói con biết đi. Mẹ nhất định biết nguyên nhân đúng không? Vân Dật, con nói mẹ biết con tiện nhân đó có phải lại đến tìm con không? Mẹ biết con tiện nhân này nó không biết liêm sỉ mà, cho nó tiền nó cũng không cần, lại dám trở về quấn lấy con. Mẹ, bây giờ người ta vốn dĩ không hề muốn nhìn thấy con, là tự con mặc giày đi tìm cô ấy. Hừ, chẳng qua chỉ là thủ đoạn là mềm buộc chặt mà thôi. Con tiện nhân đó tâm cơ dày đặc, con đừng bao giờ trúng kế của nó. Mẹ, mẹ chỉ cần nói con biết, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải Cẩn Nhi đã sớm biết chuyện giữa con và cung vũ đêm đó không? Phải, tiện nhân đó lúc bấy giờ đã nhìn thấy con và cung vũ đang ở trên giường. Nhưng mà thế thì lại có thể làm sao, nó chỉ là một con bé ti tiện mà thôi. Còn mơ tưởng vào được cổng lớn Tần gia. Hừ. Mẹ, có phải mẹ không? Có phải mẹ cố ý đưa cô ấy đi xem không? Là mẹ. Mẹ, mẹ nói con biết một chuyện nữa. Đêm đó con và cung vũ như vậy có phải là cũng là mẹ giở trò không? Hay, Vân Dật, mẹ làm như thế cũng là vì tốt cho con. Con cũng biết con tiện nhân đó không xứng với Tần gia chúng ta.
Lúc đó cung đại tiểu thư mới là lựa chọn phù hợp nhất của con. Ha ha, vì tốt cho con. Mẹ, mẹ có từng nghĩ sẽ hủy đi hạnh phúc cả đời này của con trai mẹ không? Người con gái con yêu nhất trở thành vợ của kẻ khác, không thể trở về bên cạnh con nữa. Biệt thự Dung Tuần. Bà nội, bà hãy nấu ít chút đi, nói không chừng chị dâu không thích uống canh bà hầm đâu. Tiểu tử thối còn nói bậy gì thế, trong này bà bỏ không ít đồ bổ, đó là điều là tốt cho sức khỏe đấy. Chị dâu con gầy quá rồi, như vậy mà mang thai dắt của bà nhất định rất vất vả. Bà nội, Dung Hiên, hai người sao lại đến đây? Ai vô vô, cháu dâu bảo bối của bà về rồi. Bà nội nhớ các con rồi, nhưng mà gọi điện cho thằng nhóc thối kia lại nói không có thời gian, bà nội chỉ đành tự đến thôi. Bà nội, để bà lo lắng rồi. Ai vô, nói lời ngốc nghếch gì thế? Mau đến uống một miếng đi, đây là canh mới ra lò đấy, đảm bảo là thứ trước đây con chưa từng uống qua. Bà nội của con đâu, sao lại chỉ có một bát cho chị dâu thôi? Tiểu tử thối, ngoan ngoãn đứng qua một bên đi, cái này là để cho con uống sao? Bà nội, phải uống hết sao? Cái này có nhiều quá không? Không nhiều, không nhiều. Thân hình con gầy như thế có thể qua được mấy lần giày vò chứ, phải tẩm bổ nhiều lên mới được, ha ha. Có thể qua được mấy lần giày vò chứ. Tiểu tử thối, đem mấy thứ không sạch sẽ trong đầu óc của con vứt ra hết cho bà. Khụ khụ, bà nội, rõ ràng là bà tự nói mà. Bớt làm cái mặt ấm ức đó với bà đi, con mau đi dọn dẹp nhà bếp một chút, đợi lát nữa chúng ta dẫn chị dâu con ra ngoài đi dạo. Dạ, Thái Hoàng Thái Hậu. Cháp 47, bắt bà nội Dung xin lỗi. Con bé này, uống nhiều chút đi. Dạ, dạ. Alo, Mộc Mộc, anh nhớ em rồi, em có nhớ anh không? Nhớ, nhớ rồi. Ồ, vậy là nhớ bao nhiêu chứ? Rất nhớ. Em không nói với anh nữa, lát nữa em phải đi cùng bà nội dạo phố rồi. Không ngờ cháu trai lớn ngày thường lạnh băng như vậy, trước mặt vợ lại như biến thành người khác, cứ tiếp tục theo tốc độ này đi, hay hay hay. Con bé này nói cho nội biết mặt đó của cháu trai ta thế nào, có phải rất giỏi không? Đừng kích động vậy mà, bà nội đây chẳng phải muốn truyền thụ chút kinh nghiệm cho cháu hay sao? Bà đang nghĩ ông nội nó là cao thủ ở phương diện này. Đứa cháu này của bà phải là không kém mới đúng. Con có gì không hiểu cứ hỏi bà nội, chinh phục đàn ông ấy còn phải nghiên cứu phương pháp, bà nói cho con biết. Trời ơi, bà nội bà cũng quá dũng mãnh rồi đấy, bà như vậy là muốn bán đứng cả ông nội luôn sao? Trung tâm mua sắm. Bà nội, con thay xong rồi. Không ngờ nha con bé này, thân hình của con đúng là đẹp tới bất ngờ luôn. Bà nội, cái này hở quá, con thấy hay là thôi đi. Cái này gọi là nữ tính, cháu dâu của bà mặc lên thân hình thật là đẹp. Đến lúc đó làm thằng nhóc thối đó mê đến không muốn không được, đến tối sẽ liền hóa thành sói, ẳng ẳng. Vị tiểu thư này mặc lên thân hình thật vừa vặn, mắt nhìn của lão phu nhân thật tốt. Đây là mẫu giới hạn mới nhất trong tiệm, chúng tôi chỉ còn một cái. Cứ lấy cái này đi. Vậy được rồi bà nội, con đi thay đồ trước đã. Ai da, bà cảm thấy có bộ quần áo này bà hình như sắp được bế chắc trai được rồi. Ha ha. Bà nội Dung, lâu quá không gặp, bà đến đây mua quần áo sao? Không đến mua quần áo chẳng lẽ đến đây ăn cơm hay sao? Bà là ai vậy? Hân hân chào hỏi bà, sao bà lại không có lễ tiết như vậy? Anh lại là thứ gì hả? Lại cả gan nói chuyện với bà nội tôi như thế? Dung Hiên, cậu cũng ở đây à? Thật sự xin lỗi, Tiểu Khả anh ấy không cố ý đâu, xin cậu đừng giận nữa. Hà đại tiểu thư, tôi ngồi đây rất lâu rồi, người này có phải cố ý hay không tôi lại thấy rất rõ. Dung Hiên, cậu thật sự hiểu nhầm rồi, Tiểu Khả anh ấy chỉ là tưởng tôi bị ức hiếp thôi. Hừ, nói như vậy là lão thái bà tôi ức hiếp cô phải không? Bà nội, cháu thật sự cũng có ý này mà. Hừ. Hừ, tôi cũng không phải đàn ông, bớt lộ ra vẻ mặt đi với tôi đi. Cô có ý gì cũng không liên quan đến lão thái bà tôi, chúng tôi phải đi rồi. Đợi một chút. Hận hận cô ấy lại không có gì sai, bà nói chuyện như thế là có ý gì? Bây giờ tôi yêu cầu các người phải xin lỗi hận hận đi.
giá 48, Tần Tiểu Khải anh chạy không nổi nữa rồi. Tiểu tử thối, anh là cái thá gì chứ? Dám kêu bà nội tôi xin lỗi. Hà Hân Hân, cô ta làm sao xứng với lời xin lỗi của bà nội tôi? Cậu muốn chết à? Muốn động đến cậu ấy, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không chứ. Ôi, đây không phải Mộc Cẩn sao? Từ lúc nào cũng học người ta làm vệ sĩ vậy? Có phải không ai nuôi cô được không? Cái đấm, anh mới là vệ sĩ của người ta đấy. Anh lại dám sỉ nhục chị dâu tôi. Dám nói cháu dâu lớn của ta như vậy. Tiểu Hiên, đánh nó thật nặng cho bà. Thì ra Dung Tuần chính là vì người phụ nữ này mới từ chối Hà Hân Hân mình. Tôi sẽ không cho cô được như ý đâu. Vị trí mợ chủ nhà họ Dung chỉ có thể là của tôi. Hừ, không ngờ cô đã dụ dỗ được đại thiếu gia nhà họ Dung. Quả là thủ đoạn không nhỏ. Chỉ là người ta có biết bộ mặt thật của cô không hả? Anh đặc biệt muốn chết, lau sạch mồm đi cho lão tử. Tiểu Hiên, dọn dẹp thứ rác rưởi này là bẩn tay của em thì không tốt, bẩn tay của một mình chị được rồi. Tiểu tử, có biết tại sao tôi muốn đánh cậu không? Bởi vì cậu rất đáng đánh. Có bản lĩnh các cô đừng có chạy, tôi gọi điện kêu anh hai tôi đến. Tiểu Hiên, con cũng gọi anh con đến đây, cứ nói vợ nó bị người ta ăn hiếp rồi. Dạ. Alo, alo anh, bà nội bảo em nói với anh vợ anh bị người ta ăn hiếp kìa. Cái gì? Bọn em đợi đó, anh sẽ đến đó ngay. Anh, em ở đây. Tiểu Khải, sao lại thành bộ dạng này hả? Là ai đánh vậy? Anh, chính là người phụ nữ thối đó, anh phải thay em dạy dỗ cô ta đó. Cẩn Nhi, sao em lại ở đây? Là em đã đánh nó sao? Đúng thật là tôi đánh đấy. Tần đại thiếu gia là muốn bắt tôi lại hay là muốn đến tòa án kiện tôi hả? Cẩn Nhi, em biết anh sẽ không đối xử với em như vậy mà. Anh, em đã bị người phụ nữ này đánh thảm như vậy rồi. Sao anh có thể bỏ qua cho cô ta được? Chúng ta phải bắt cô ta lại đưa vào tù. Tôi lại muốn xem thử trước mặt Dung Tuần tôi. Ai có thể đưa cô ấy đi? Qua, wow, người đàn ông này trông đại đẹp trai còn hơn cả minh tinh điện ảnh nữa. Cô cũng không nhìn xem đối phương là ai. Đó là đệ nhất đế thiếu thành trong kinh đô đó. Đúng là ngầu quá đi. Nếu tôi là người phụ nữ của anh ta thì tốt rồi. Nghĩ thôi cũng vui điên lên được. Ai da, con xem chồng con đến rồi kìa. Dung đã thiếu xa lâu quá không gặp. Cũng chưa bao lâu, hai hôm trước mới gặp mà. Tần đã thiếu xa thật sự xin lỗi rồi. Tiệc hôm nay tôi không thể cho anh vài phần thể diện rồi. Một trong những vở kịch nhỏ chuỗi tiết mục tan học đường chạy. Cô có bản lĩnh các cô đừng có chạy, tôi gọi điện kêu anh hai học năm thứ sáu của tôi đánh các người. Anh tưởng một mình anh có anh hai à? Alo anh, Tần Tiểu Khải muốn gọi anh nó đến đánh chúng ta. Bọn em đợi đó, anh sẽ đến đó ngay. Cháp 49 nổi giận đánh Tần Tiểu Khải. Dung Tuần, đừng tưởng rằng anh là đại thiếu gia nhà họ Dung thì Tần gia chúng tôi sẽ sợ anh. Anh xem đi, người phụ nữ này đánh em thành bộ dạng như vậy, em nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Phì, ai bảo anh sỉ nhục bà nội và chị dâu tôi, anh tự đáng đời. Hừ, ai bảo các người không lễ độ với Hân Hân chúng tôi chứ, Dung Tuần anh cũng thật là mù mắt rồi, Mộc Cẩn người một phụ nữ đó có gì tốt chứ. Còn không phải bị người ta chơi qua... Tiểu Khải! Câm miệng! Cậu biết cái gì gọi là răng rụng đầy đất không? Dung Tuần, anh dừng tay lại! Anh Dung, anh đừng đánh Tiểu Khải nữa, lỡ như đánh đến xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến anh Dung đấy. Thì ra Hà Đại Tiểu Thư cũng ở đây à. Vậy được thôi, tôi sẽ niệm tình thể diện của Hà Đại Tiểu Thư đây tha cho cậu ta một lần. Anh Dung, tay của anh có sao không? Hà Đại Tiểu Thư, tay của tôi không nhọc cô phí tâm nữa. Dù gì chúng ta cũng không phải thân lắm. Tôi không thích con gái trên người có mùi quá nặng. Sau này hãy nhớ tránh xa tôi 1 mét. Anh Dung, anh thật sự không thích em nữa sao? Rốt cuộc em đã làm công tốt chỗ nào mới khiến anh ghét bỏ em như vậy? Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà. Lúc nhỏ anh còn thường hay kéo tay em nữa.
Cho nên bây giờ tôi có thể cho rằng Đường Đường đại tiểu thư của tập đoàn tài chính Hà Thị lại đang dụ dỗ chồng tôi sao? Trông cũng là người đàng hoàng thì ra là đến dụ dỗ chồng người ta à? Không biết xấu hổ. Tiểu Tâm đúng là đáng ghê tởm. Tưởng rằng bản thân có chút xinh đẹp thì có thể dụ dỗ được chồng người ta sao? Đúng đấy, đúng đấy. Nếu như có con hồ ly tinh như thế muốn dụ dỗ chồng tôi đã đập chết ả rồi. Chồng của em, lẽ nào Cẩn Nhi em thực sự động lòng với Dung Tuần rồi sao? Tần Vân Dật, anh ấy mãi không biết được người mà anh để lỡ mất là một viên ngọc quý như thế nào. Cho dù hối hận anh cũng không bao giờ có cơ hội nữa. Đời này trong lòng Mộc Mộc chỉ có một mình Dung Tuần tôi thôi. Qua qua qua, bà nội, chị dâu ngầu thật đấy. Chật chật, thật đúng là quá bá đạo rồi. Ừ, cháu dâu có phong độ của ta năm đó, được lắm, được lắm. Vị tiểu thư này, tôi và anh Dung là lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Quan hệ tốt một chút cũng là bình thường. Cô đừng có phỉ báng lung tung tôi. Hà đại tiểu thư đây là đang đùa sao? Ông xã tôi nói rồi, anh ấy không thân với cô. Mộc Mộc, lúc nãy em gọi anh là gì? Em lúc nãy có gọi gì sao? Mộc Mộc, gọi thêm một tiếng ông xã nghe thử. Nhiều người như thế hay là khỏi cần đi. Vậy được, buổi tối anh sẽ đợi Mộc Mộc gọi anh. Nghe, hơn nữa còn phải gọi tới khi anh hài lòng mới thôi. Mộc Mộc, nghe kỹ đây. Sau này nếu như ai dám ức hiếp em cứ quay về mách lại với anh. Người phụ nữ của Dung Tuần tôi sẽ tự bảo vệ, còn em chỉ cần làm những chuyện em muốn làm là được. Cái này là anh nói nhé. Ừ, là anh nói. Dung Tuần thằng nhóc này đúng là không dễ gì mà, từ nhỏ đến lớn cực khổ nhiều năm như vậy, cũng coi như đã tìm thấy cô gái có thể khiến nó cười vui như thế rồi. Bà nội, chúng ta về nhà đi. Ừ, đứa bé ngoan. Tần đại thiếu gia, Dung Tuần tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại người nhà tôi. Nếu còn có lần sau thì sẽ không đơn giản bị đánh gãy răng thôi đâu. Cháp 50, nội y nữ tính, biệt thự Dung Tuần. Bộ nội y bà nội chọn cho này mặc và thật đúng là rất xấu hổ. Mộc Mộc, tối mai anh và các anh em có buổi tụ họp, em đi cùng với anh được không? À, được thôi. Sao Mộc Mộc lại đỏ mặt thế? Em đang xấu hổ cái gì? Không có, em cất chỗ quần áo này đi đã. Mộc Mộc, nhìn em căng thẳng như vậy, lẽ nào thứ trong tay em là thứ anh không thể nhìn thấy à? Anh làm gì vậy? Đừng xem. Những thứ này đều là bà nội chọn, không phải em mua đâu. Mộc Mộc, anh muốn nhìn em mặc. Hả? Anh muốn nhìn em mặc. Cái đó em thay xong rồi. Á! À! Mộc Mộc. Dung Tuần, anh làm gì vậy? Em dễ thương thật. Dung Tuần xấu xa, không phải anh nói có buổi họp mặt em, anh em phải tham dự sao? Họp mặt hủy rồi. Ngày thứ hai. Này nhóc con, nói cho em biết một tin tốt, anh sắp đến đế đô rồi. Roger, thiên tài quỷ y thành viên tổ chức ám dạ. Bác sĩ lớn lại đích thân đến đế đô chữa bệnh cho người ta, là ai có thể mời đến được thiên tài quỷ y anh vậy? Người có tiền mà, tìm anh đến chữa trị bạn của một người bạn. Nghe nói cô gái đó gần đây bị người ta phế đi hai chân và một cánh tay. Ồ, lại là cung gia chịu ra số tiền lớn, vẫn đúng là khiến em không thể nghĩ đến đó. Chuyện gì vậy? Nghe cách nói của em hình như người đó và em từng có khúc mắc lớn nhỉ? Đó là một món tiền lớn đó, nếu em không muốn anh tiếp nhận đơn làm ăn này thì phải bồi thường cho anh đó. Ồ, quỷ y thiên tài như anh mà cũng có lúc thiếu tiền hả? Sao hả? Thỉnh thoảng anh cũng thiếu chút tiền tiêu vặt không được sao? Ha ha, em thấy là anh ở nước ngoài cá độ thua rồi. Lần này cả giao phẫu thuật cũng mua, thua hết rồi phải không? Cái đó đợi anh đến rồi em phải đưa anh đi chơi cho đã đó. Cứ không thắng được hoài hại anh đến ngứa tay rồi nè. Ai da, em không có hứng thú với chuyện cá cược. Trời, nhóc con em đương nhiên là không hứng thú rồi.
Trên thế giới này ai còn giàu có được bằng em chứ? Ai mà thắng được vua cá cược như em? Dù sao anh cũng mặc kệ, vụ này anh không nhận nữa. Để làm bồi thường em cũng phải cùng anh đi chơi vài ván. Được rồi, ngày nào anh đến? Hừ, ngày kia anh sẽ đến Đế Đô, em nhớ đến đón anh đó. Bye bye. Cung Vũ à, Cung Vũ, vận may của cô đúng là hỏng cả rồi. Chương 51, Cung Vũ bức hôn. Bệnh viện. Vân Dật, bác sĩ Roger thực sự đã từ chối chữa trị cho em rồi sao? Đừng gấp, nghe nói mấy ngày nữa bác sĩ Roger sẽ đến Đế Đô, anh sẽ đích thân đến thuyết phục ông ấy chữa trị cho em. Vân Dật, nhưng được bác sĩ Roger cứ không đồng ý thì sao đây? Hu hu, vậy đời này của em còn phải hết rồi sao? Anh sẽ nghĩ tìm cách khác. Vân Dật, nếu cả đời này em đều như vậy, anh còn lấy em không? Đừng nói lung tung, em nhất định sẽ khỏe lại. Tần Vân Dật, quả nhiên anh đã bắt đầu ghét bỏ người như em rồi. Trong lòng anh vẫn còn có tiện nhân một cẩn đó phải không? Nhưng nếu em không khỏi được thì sao? Cung Vũ, anh đã nói rồi, anh sẽ đi tìm bác sĩ Roger nhất định nghĩ cách chữa khỏi cho em mà. Công ty anh còn có việc, đi trước đây. Tiện nhân một cẩn, con tiện nhân đáng chết, ai cho cô dụ dỗ Vân Dật? Tiện nhân một cẩn, con tiện nhân đáng chết, ai cho cô dụ dỗ Vân Dật? Alo, là phóng viên phải không? Tôi muốn tiết lộ thông tin đại tiểu thư nhà họ Cung bị người ta hãm hại hai chân bị bại liệt. Tần gia muốn hối hôn, đại tiểu thư Cung gia bị tổn thương cả thể chất và tinh thần. Nhiều lần tự sát tìm cái chết. Sân bay quốc tế. Tiểu thư Cung gia bất hạnh bị kẻ gian hãm hại, tứ chi tàn phế, cả đời khó mà chữa khỏi. Thiếu gia Tần gia vô tình bạc nghĩa lại thả đá xuống giếng, nhân cơ hội tháo bỏ hôn ước. Không ngờ được Tần gia ngàn khó vạn khổ nhấn xuống tin tức Cung Vũ bị hại mấy ngày, cuối cùng vẫn bị bóc mẻ rồi. Người dùng mạng đều đang mắng chửi Tần Vân Dật, chửi hắn đúng là không bằng cầm thú. Tần Vân Dật bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ khó xuống rồi, muốn không kết hôn với Cung Vũ cũng khó. Tần đã chiếu xa lần này chắc lại bận bịu rồi. Ngoài ra điều tra về sát thủ trước đây đến thích sát Mộc Mộc, có manh mối mới chưa? Chưa có. Trước mắt chỉ điều tra được tổ chức đứng sau sát thủ là Đông Âu Quốc tế, nhưng không thể có được nhiều thông tin hơn, rất có khả năng là đối phương có ý xóa dấu vết rồi. Đông Âu Quốc tế sao? Cái thế lực lớn trong tổ chức này rất rất khó gỡ, quan hệ phức tạp. Bỏ đi, điều tra về mặt này cứ dừng tại đây trước, nếu tiếp tục làm có thể chúng ta sẽ bị bại lộ, ngược lại sẽ bất lợi với Mộc Mộc. Chúng ta đặc biệt để ở đây cả nửa ngày rồi, tiểu tử đó chắc cũng gần xuống máy bay rồi nhỉ? Thiếu gia, nhìn kìa, là Lệ thiếu gia. Lệ Vân Thành, anh em tốt của Dung Tuần. Ôi, Dung đại thiếu gia đích thân đến đón, Lệ mổ vinh hạnh vô cùng. Mấy năm nay cậu ở nước ngoài y thuật không biết học hành thế nào rồi, chứ lại học được mồm mép trơn tru. Ây dô, cậu lại làm sao biết được y thuật của tôi không tốt chứ, hay là tối nay tôi kiểm tra giúp cậu nhé? Hay là cậu tự kiểm tra giúp bản thân mình đi, tôi nghe nói phụ nữ ngoại quốc khá là mạnh mẽ, có ép cậu đến khô được không? Ha. Rồi, cậu xem tôi là Lãnh Phân Địch à, gặp một phụ nữ là muốn lên. Ông đây có tiết tháo nhé, đến nay vẫn chưa mất đời trai. Tối nay sắp xếp cho Lệ thiếu gia cô gái đẹp nhất ở Đế Đô các anh tẩy trần cho cậu ta. Này, Dung Tuần, cậu đừng có giỡn như thế, cơ thể này của lão tử là thuộc về bà xã tương lai đó. Được rồi, mau đi thôi, các anh em khác đều đang đợi đó. Cháp 52, phô trương tình cảm gây sóng gió. Nhà hàng 3 sao Michelin Đế Đô. Tôi nói này mấy anh em, tiểu tử Dung Tuần kết hôn lúc nào rồi vậy, mấy người ai cũng không nói tôi biết. Lúc nãy cậu ta vứt tôi ở dưới lầu, quay người chạy đi nói là đi đón vợ cậu ta. Nói đến chị dâu em à, chị ấy thật sự lợi hại lắm đó. Lần trước trên trường đua xe, oh my god. Tay cược 10 triệu, kỹ thuật đua xe cực ngầu và thân phủ quá mức người thường, Dung Tuần lại tìm được một cô vợ dũng mãnh như vậy.
Lục Diệp, bạn Dung Tuần. Cô gái này chắc không phải thật ra là một tên đàn ông hoặc phụ nữ biến thái đâu nhỉ? Có lẽ mình phải có nghĩa vụ kiểm tra một chút cho vợ Dung Tuần rồi. Dung Tuần lại thật hào phóng, cho cô ấy 10 triệu đi cược. Mộc Cẩn, người phụ nữ này quả nhiên là vì tiền mới ở cùng với Dung Tuần. Lãnh Vân Địch, bạn Dung Tuần. Nhưng lão tử cũng có tiền, tại sao lão tử lại không được? Mọi người đều đây à? Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ tôi, Mộc Cẩn. Chào các anh, tôi là Mộc Cẩn. Chợt chợt, quả chả trách Dung Tuần làm hòa thượng 30 năm hễ động lòng phàm là không thể kiểm soát được nữa. Thì ra cô gái này thật sự khác với mọi người. Chào chị dâu, em là anh em tốt của Dung Tuần, Lục Diệp. Chào em dâu nhé, anh là Lệ Vân Thành, hôm nay mới từ nước ngoài trở về. Cậu dám gọi là em dâu, đừng quên nhé, cậu sinh muộn hơn tôi 5 ngày đó. Ôi ôi, chào chị dâu, chào chị dâu. Anh là bác sĩ. Chị dâu như thánh vậy, sao chị biết em là bác sĩ vậy? Bởi vì trên người anh có mùi nước khử trùng rất nhẹ. Ngoài ra vì anh cầm dao phẫu thuật trong thời gian dài, nên trên ngón tay anh có vết chai rất rõ ràng. Chị dâu không những thị giác tốt, suy luận cũng rất chặt chẽ, tiểu đệ em bái phục, bái phục. Các anh em nó không nói xạo phải không? Chị dâu em thực sự rất lợi hại. Từ nay về sau, chị dâu em chính là thần tượng của em. Thật ra chị cũng không lợi hại vậy đâu, chỉ là vì có một người bạn là bác sĩ cho nên khá hiểu biết về đặc điểm của bác sĩ. Vinh thiếu gia đây là gan ngỗng chiên cao cấp nhất được đặc biệt vận chuyển bằng máy bay từ Pháp. Mộc Mộc, mùi vị gan ngỗng này không tệ, ăn nhiều chút đi. Chật chật, tôi không nhìn lầm chứ, Dung Tuần trước nay đều ngoài lạnh trong cũng lạnh, vậy mà có một mặt ấm áp như vậy, thật là kỳ quan thiên hạ mà. Cá này có xương, để anh nhặt xương ra cho em. Ôi trời ơi, người này vẫn là Dung Tuần sao? Thật sự buồn nôn chết đi được. Không cần chăm sóc em như vậy đâu. Đồ ngốc, em làm bà xã của anh có chịu em thế nào cũng là việc nên làm. Thức ăn cho chó này cũng quá ngon rồi đấy, việc phô trương tình cảm trước mặt người độc thân. Chám 53, trò chơi quốc vương. Cơm cũng ăn rồi, rượu cũng uống rồi, chúng ta ngồi nói chuyện rảnh rỗi như vậy cũng quá chán rồi, chúng ta chơi trò chơi quốc vương đi. Các cậu xem nhé, một lá là vương, các quân khác là rô đỏ từ 1 đến 5. Người rút được vương có thể tùy ý chỉ định hai con số, sau đó bảo người giữ hai lá bài này làm gì đó, nói thật hay mạo hiểm cũng được. Có chút thú vị, nếu mọi người không có ý kiến thì cứ bắt đầu đi. Ván này em là đại vương đấy, vậy cứ để số 3 và số 5 khai ra, một đêm nhiều nhất mấy lần vậy? À, vậy chính là anh và Dung Tuần rồi. Nếu như các cậu sợ quá thì không chịu nói ra cũng được. Tôi không nhớ mà một đêm mấy lần, chỉ cần tôi muốn khiến cô ấy ngất đi mấy lần chắc cũng không thành vấn đề. Hụt, ha 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 ha. Chuyện đó anh Lệ, câu trả lời của anh sao? Lão tử là xử nam, còn chưa từng bóc tem. Anh Lệ, chuyện này có thể kiêu ngạo chứ. Ván tiếp theo. Tới lượt tôi rồi, tôi muốn xem số 1 và số 2 học theo Tinh Tinh đi bộ. Dung Tuần, em muốn đi nhà vệ sinh một chút. Nhà vệ sinh. Đứng lại. Có chuyện gì à? Rời xa Dung Tuần, đi theo tôi. Tôi biết cô là vì tiền. Thứ cô ta có thể cho cô, tôi đều có thể cho. Chỉ cần cô chịu làm người phụ nữ của tôi. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ vứt bỏ anh ấy để chọn anh? Dung Tuần là anh em tốt của tôi. Người phụ nữ hám tiền như cô không xứng với cậu ấy. Biết điều thì rời khỏi cậu ta ngay. Tôi có thể cho cô tất cả những thứ cô cần, chỉ cần cô rời khỏi cậu ta. Ồ, chỉ cần tôi rời xa anh ấy, anh có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, bao gồm cả tài sản của lãnh gia anh sao? Cô chẳng qua chỉ là một cô gái có tâm cơ tiếp cận Dung Tuần vì tiền, cô cảm thấy cô có thể đáng nhiều tiền thế sao? Vậy anh cho rằng anh lại tính là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà cho rằng một cẩn tôi sẽ đi theo anh?
Cô đừng có hối hận. Mai này Dung Tuần nhìn thấu bộ mặt thật của cô rồi, đá cô đi, cho dù cô có quỳ xuống xin tôi cũng không thèm liếc cô một cái. Vậy anh cứ đợi tiếp đi, xem thử có một ngày như vậy hay không. Tạm biệt. Chóp 54, nhân vật hiểm ác áp sát. Biệt thự Dung Tuần. Tối nay chơi vui phải không? Mộc Mộc, có lẽ anh uống nhiều hơn mấy ly, nhưng anh rất muốn em nhớ kỹ. Bất kể em gặp phải nguy hiểm gì, đều có anh chống đỡ cho em. Dung Tuần, thật ra anh sớm đã từng chút thâm nhập vào trong lòng em rồi. Bây giờ cho dù em muốn không cần anh nữa cũng đã không thể nữa rồi. Được. Mộc Mộc, bây giờ cuối cùng anh đã có thể xác nhận, không cần biết tương lai gặp phải cản trở thế nào, em cũng sẽ không rời xa anh. Khách sạn Hoàng Triều. Chị gái một phòng này chị sắp xếp cho em không tệ nha. Chỉ có một cái không tốt là Âu Dương ở ngay sát vách, những cái khác đều hoàn hảo. Được rồi, đừng ba hoa nữa. Em mới nhận được tin tình báo mới nhất. Bây giờ không chỉ Roger của chị đã đến đế đô, mà còn có hai nhân vật hiểm ác cũng đến rồi. Mộc Mộc, sau này chị phải cẩn thận một chút rồi. Mục đích bọn chúng tới đây chắc chắn là chị. Hai người là Đông Phương Tĩnh và Bạch Dực Thần à? Đúng, chính là con gái của mẹ kế của chị đó. Cái cô chị gái trên danh nghĩa của chị Đông Phương Tĩnh, bất ngờ không? Có chút bất ngờ, chị đã thay tên đổi họ, rời khỏi gia tộc Đông Phương lâu như vậy rồi. Chị cứ tưởng ân oán giữa bọn chị sớm đã hóa giải rồi, không ngờ cô ta vẫn đến. Lần trước đã phái Carlo Dean đến cũng không giải quyết được chị, lần này Đông Phương Tĩnh chắc chắn là muốn đến tự ra tay. Càng huống hồ người cùng cô ta đến lại còn có Bạch Dực Thần. Mộc Mộc, chị định đối phó với họ thế nào? Định cái gì chứ, gặp thì gặp thôi, chị gái mộc của các cậu sẽ sợ họ à? Lúc đầu để Đông Phương Tĩnh làm đại tiểu thư gia tộc Đông Phương, đó chỉ là vì cô ta vốn không xứng làm đối thủ của con nhóc của chúng ta mà thôi. Cũng phải, loại phụ nữ không biết tự lượng sức chính là không hiểu thế gian hiểm ác, cứ trong Đông Âu quốc tế tốt bao nhiêu. Khăng khăng chạy đến tiệm vẫn đen ở Mộc Mộc, xem ra cô con gái này của mẹ kế chị giả tâm cũng không nhỏ. Giả tâm không lớn, lại làm sao có thể vọng tưởng muốn điều khiển cả một gia tộc Đông Phương chứ? Chỉ là cô ta cho rằng gia tộc Đông Phương của chị mấy trăm năm nay đều là bọn bất tài hay sao? Đông Phương Tĩnh không đến làm phiền chị, chỉ có thể tha cho cô ta một mạng. Chỉ tiếc là cô ta quá không biết hưởng phúc rồi. Vậy Bạch Dực Thần phải làm sao chứ? Người đàn ông đó lại không đơn giản, e là đánh nhau với Dung Tuần còn chưa chắc đã thua. Chật chật, đối thủ này phải để Dung đại thiếu gia phí tâm rồi. Sau này Tần đại thiếu gia gì đó hết thảy đều phải đứng ngoài trận chiến thôi. Sẽ là ai đến đây? Anh là ai? Anh có chuyện gì à? Bác sĩ Roger, chào anh. Tôi là người lúc trước từng liên lạc với anh. Tổng tài tập đoàn Tần Thị, Tần Vân Dật. Nghe nói anh trọ ở đây mạo muội làm phiền rồi. Ồ, chính là anh à. Tôi đã nói không chữa rồi, anh lại đến làm gì? Bác sĩ Roger, tôi muốn không biết anh vì lý do gì mà từ chối tôi. Nhưng tôi vẫn chân thành mong anh có thể ra tay chữa trị cho vợ tương lai của tôi. Tổng tài... Tần không cần phí lời nữa, dù gì vợ tương lai của anh tôi cứ không chữa đấy. Ha ha, chi bằng Roger tiên sinh ra giá đi, hoặc là có yêu cầu gì chỉ cần làm việc Tần mổ có thể làm được đều sẽ đồng ý với anh. Là ai đến vậy? Cẩn nhiên, xem là ở đây. Roger, anh cứ bận trước đi. Bác sĩ Roger, vẫn xin anh cứu vợ tương lai của tôi. Tuy rằng giữa cô ấy và Mộc Cẩn tôi có chút hiểu lầm, nhưng mà điều này sẽ không ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của người làm bác sĩ chứ. Đạo đức nghề nghiệp? Nếu tổng tài Tần cảm thấy tôi đã làm trái đạo đức nghề nghiệp, anh không cần phải tìm tôi nữa chứ. Ai cũng biết tính tình của thiên tài quỷ y tôi không tốt, chưa tìm hiểu rõ đã muốn tìm tôi chữa trị. Anh cút về đi. Cháp 55, thiếu chủ Tần Môn. Bệnh viện. Vân Dật, hôm nay anh rảnh rỗi tới thăm em, công ty không bận sao? Giữa em và Mộc Cẩn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy hận em như vậy? Thật sự chỉ vì ban đầu chúng ta phản bội cô ấy sao? Đương nhiên rồi, Mộc Cẩn vẫn luôn đố kỵ em. Bởi vì cuối cùng anh đã chọn em, cho nên cô ấy muốn trả thù em. Vân Dật, anh không thể bị cô ấy gạt được.
Lúc nãy anh đi tìm bác sĩ Roger bị từ chối rồi, nhưng không ngờ rằng Mộc Cẩn là quen anh ta. Cho nên nếu em có chuyện gì che giấu anh thì mau nói với anh đi, nếu không chân của em đừng hòng khỏi nữa. Vân Dực, anh không tin em sao? Sao anh có thể không tin em chứ? Vết thương của em anh sẽ tiếp tục nghĩ cách, hôn lễ với em cũng sẽ cử hành, tập đoàn cung thị nhà em anh cũng sẽ cứu. Nhưng mà tốt nhất em đừng lừa dối anh chuyện gì, nếu không anh cũng sẽ có cách khiến em sống không bằng chết. Thật sao? Vân Dực, anh thật sự sẽ kết hôn với em sao? Đúng vậy, anh đã quyết định rồi. 10 ngày sau sẽ tổ chức đám cưới, Tần gia và Cung gia sẽ chính thức liên hôn, cho nên trong thời gian này tốt nhất em ngoan ngoãn một chút. Còn nữa, để triển khai hợp tác làm ăn tốt hơn, tập đoàn Tần thị sẽ đầu tư toàn bộ vốn vào Cung gia, nhà em, nhớ nói với cha em đó. Sau lúc này, Tần gia sáp nhập vào Cung gia chúng ta, đó không phải là thừa nước đục thả câu sao? Trên danh nghĩa vẫn là tập đoàn Cung thị, phía sau thì Cung gia chúng tôi lại đổi thành Tần gia các người làm chủ. Tôi và Cung Vũ có kết hôn, chẳng qua là làm cho người ngoài xem thôi. Hoàn toàn là vì tập đoàn Tần thị và lợi ích của tôi thôi. Người vợ mà tôi thật sự đồng ý lựa chọn chỉ có Cẩn Nhi, trước giờ đều không phải cô. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, có thời gian anh lại tới thăm em. Tiếp theo phải đến lượt Dung Tuần Anh rồi. Đừng trách tôi không khách khí, Dung Tuần Anh có lợi hại thêm nữa cũng đấu không lại Đường Đường thiếu chủ Tần môn tôi. Công ty Dung Tuần, bây giờ là chuyện gì thế? Tần gia khiêm tốn nhẫn nhịn nhiều năm sao lại đột ngột làm khó chúng ta, đã có nhiều địa bàn của chúng ta chịu sự gây hấn và gây thiệt hại từ bọn họ. Thiếu gia, tôi vừa mới nhận được tin tức của Thiên Ảnh Vệ, tuy rằng hành động của Tần gia tạm thời gây ra nhiều ảnh hưởng với chúng ta, nhưng hành động lần này cũng làm bại lộ thiếu chủ Tần môn là chính là bản thân Tần Vân Dật. Thì ra là hắn, vậy thì có thể sẽ thích rõ rồi. Bây giờ tôi sẽ tới hiện trường, anh mau bảo vệ những nơi chưa bị thiệt hại đi, không thể để Tần môn tiếp tục mặc sức làm bậy. Thiếu gia, chi bằng để tôi đi xử lý, thân phận của anh đặc biệt, lỡ xảy ra chuyện Dung gia phải làm sao? Những lúc thế này tôi phải đích thân đi, anh cứ ở lại đây đi, thay tôi chặt đứt những cái đuôi cần chặt cho sạch sẽ. Theo dõi tôi, lá gan không nhỏ ha, vậy thì cứ xem ai nhanh hơn. Cái gì? Lại có 2 chiếc xe? Khách sạn Hoàng Triều. Trợ lý đặc biệt Vân, tìm tôi có chuyện gì? Thiếu gia các anh đâu? Mọi chủ không hay rồi, thiếu gia lúc đang lái xe bị người ta ám toán, xảy ra tai nạn rớt xuống vực rồi. Chúng tôi đã phái người đi tìm rồi, bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Có biết là ai làm không? Đã có thể xác định rồi, là Tần Môn. Tần Môn, các người đợi đó cho tôi. Chác 56, tập kích Tần Môn trong đêm. Câu lạc bộ đêm của tập đoàn Tần Thị. Câu lạc bộ đêm này em còn từng đến mấy lần đấy, không ngờ lại là tổng bộ Tần Môn. Mộc Mộc, chị thật sự muốn sang bằng chỗ này à? Không ai có thể làm hại người đàn ông của chị, nếu Tần Môn đã làm hại Dung Tuần thì phải trả giá. Bây giờ cách cứu nó đi hết rồi, ra tay thôi, em đi canh gác cánh bên, chính vì một mình chị là đủ rồi. Mau, mau liên lạc với thiếu gia. Một phát đạn tên lửa vẫn không đủ. Là ai? Là người nào đang ra tay? Tần Vân Dật, anh quả nhiên chính là người nắm quyền Tần Môn, Dung Tuần gặp nguy chắc chắn là anh không khỏi liên quan đến. Tần Vân Dật, hôm nay cho anh một bài học, nhớ cho kỹ. Môn chủ, ngài xem chính là người đó. Môn chủ, kẻ đó chạy mất rồi, đuổi theo hay không? Chuyển toàn bộ những đồ vật quan trọng của tổng bộ ra ngoài trước. Sau đó điều tra cho tôi rốt cuộc là ai cả gan dám đến khiêu chiến với tổng bộ Tần Môn ta. 2 tiếng sau, vách núi rất đứng, hơn nữa không ít những nơi tối tăm ẩm ướt để mọc rêu xanh. Nếu chúng ta muốn tay không trèo xuống dưới sẽ khó khăn vô cùng. Ở đây có nguy hiểm hơn nữa, chị cũng phải xuống dưới, trèo đi. Dung Tuần, anh yên tâm. Lỡ nhà anh chết rồi, em nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này đền mạng cho anh.
Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây? Tôi thật sự không yên tâm, phải đích thân tới xem lúc nãy mới từ phía trên xuống. Mọi chủ, các cô chắc không thẳng một đường chạy xuống đây chứ. Hiện giờ các anh có tra ra được gì không? Rất tiếc, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có tin tức của thiếu gia. Ở đây đều là mảnh vỡ của xe hơi, xem ra thiếu gia có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi. Chưa nhìn thấy thi thể đã nói rõ vẫn còn hy vọng. Chúng ta tìm đi, nhất định phải tìm ra anh ấy. Chap 57, tìm kiếm Dung Tuần. Trợ lý đặc biệt Vân, chúng ta chia binh ra hai ngã đi, tôi đi hướng này. Được, chúng ta theo hướng này đi tìm kiếm thiếu gia, mọi chủ xin cẩn thận. Mộc Mộc, nơi này có cây dày đặc như vậy, rất khó nhìn ra dấu vết có người đi qua đó. Đúng vậy. Nhưng mà suy đoán theo địa điểm, chiếc xe rơi xuống ở đây chính là tuyến đường anh ấy có khả năng rời khỏi đây nhất. Nhưng mà ở đây quá lớn, muốn tìm người quá khó rồi. Càng huống hồ là rơi xuống từ nơi cao như vậy, cho dù không bị nổ chết cũng có khả năng ngã chết. Không có đâu, Dung Tuần chắc chắn còn sống, chuyện đã xảy ra lâu vậy rồi, anh ấy nhất định đã tự tìm đường ra rồi. Chỉ là nếu như đến lúc trời tối vẫn không tìm thấy, vậy anh ấy có lẽ đã phiền phức rồi. Hang núi buổi tối không sống ban ngày, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mở chủ, sao các người lại quay về rồi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Chính là lúc nãy chúng tôi phát hiện trong hang núi có một đám phần tử lạ mặt có súng, vì vậy trợ lý đặc biệt Vân đưa người đuổi theo điều tra rồi. Trợ lý đặc biệt Vân cảm thấy ở đây không an toàn cho nên đặc biệt bảo hai người chúng tôi đến thông báo và bảo vệ mọi chủ. Hang núi ở bên dưới vách núi cao như vậy, sao lại có nhiều người đi vào như thế? Hơn nữa còn mang cả súng, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy kỳ quặc. Cầm súng đến cái nơi hẻo lánh ít người này, chắc không thể là đến giả ngoại đâu nhỉ? Giao dịch vũ khí và giao dịch ma túy, chị đoán xem sẽ là loại nào? Bán lại vũ khí, không cần đoán. Đó là điều không thể, bọn họ 10 phần hết 8, 9 phần là đang giao dịch ma túy. Chật chật, chuyện này quá kỳ quặc rồi, dẫn đường cho bọn tôi đi. Hỏng rồi, cô Ưng theo dõi thất bại bị bắt rồi, xem tình hình thế. Bị bắt này sắp bị đánh chết rồi. Trang bị vũ khí của đám người này vô cùng đầy đủ, bây giờ không thể hoảng loạn, chúng ta phải nghĩ một cách vẹn toàn. Nếu không chúng ta đừng nói là cứu cô Ưng ra, cũng có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Vậy anh nói chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta cứ trơ mắt ra nhìn cô Ưng chết ở đó sao? Đúng, chứ ta lên đi. Cô Ưng là anh em của chúng ta mà, còn chờ gì nữa? Mặc kệ đi. Cứ làm trước rồi nói. Đứng lại. Thiếu gia, anh không sao? Nếu tôi để các anh tới cứu, trời đã tối thui rồi. Cô Ưng không thể dễ chết thế đâu, bây giờ còn chưa thích hợp ra tay, ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi. Đó là anh em của chúng tôi, anh ta bị bắt rồi. Thủ hạ của người đàn ông của chị bị bắt, đám người đó bắt rồi, cứu hay là không cứu? Nếu đã là người của Dung Tuần, vậy chính là người của chị, phải cứu. Phần mộ tổ tiên nhà họ Dung chắc chắn là phải thắp hương cao cấp mới có thể tìm được người phụ nữ như chị gả vào, còn xem thuộc hạ của anh ta như thuộc hạ của mình mà cứu. Trong lòng Dung Tuần chắc vui điên lên được nhỉ? Chị cũng thấy vậy đấy. Trừ mấy tên trên bãi cỏ, trên cây phía đông có 2 tên. Trên phía tây có 1 tên, trong bụi cỏ phía tây bác còn có ít nhất 3 tên. Tất cả chỉ mới có mười mấy kẻ hèn mọn, một mình chị đi là đủ rồi. Bọn em ở đây hóng gió giùm chị là được. Cẩn thận một chút, có chuyện thì cứ gửi ám hiệu lập tức rút ra ngoài. Yên tâm, nếu chị đã ra tay vậy thì sẽ không có sơ hở. Chap 58, ác chiến đường sâu. Mau nói, mày rốt cuộc là ai? Ai phái mày đến theo dõi tao hả? Còn không nói sẽ một phát bắn chết mày. Phi. À ha, răng cũng còn cứng quá nhỉ? Đợi tao nhổ hết răng của mày xuống xem mày còn cứng thế nào. Cạy miệng nó ra cho tao, nhổ từng cái răng của nó xuống. Hả? Có người xông vào, tất cả phòng bị đánh úp, khai hỏa. Người lúc nãy đó thật sự là thiếu phu nhân sao? Thật sự ngầu quá rồi đó. Thiếu phu nhân đây là dọa chết người công đền mạng đó. Làm gì có cô gái nào mạnh mẽ thế chứ? Một phát một tên, không có bắn chợt, chuẩn tới bùng nổ luôn. Đây chính là người con gái ta yêu tha thiết, cô gái duy nhất xứng với Dung Tuần ta. Đã chết hết rồi. Đừng giả thần giả quỷ nữa cho tao. Tao không cần biết mày là ai. Ai dám động thêm tí nào nữa tao sẽ giết nó.
Lão già họ cũng đáng chết, lại cứ phải giao dịch với mình ở đây. Lần này thì hay rồi, lão già cũng không tới, là không biết chạy ở đâu ra đám người này, đánh chết hết toàn bộ mười mấy thằng thủ hạ của mình. Không được động đậy, giơ hai tay lên. Anh quay về rồi. Anh quay về rồi, để em lo lắng rồi. Một cẩn, có thể có được người như em, Dung Tuần anh may mắn biết bao. Em sớm đã là chiếc xương sườn không thể thiếu trong cơ thể anh, bất kể thế nào anh cũng không thể mất em. Tốt quá rồi, Dung Tuần không sao lại trở về bên cạnh mình rồi. Được rồi, có nhiều người như vậy đang nhìn kìa, ôm ấp ấp cả mặt, đầy vẻ ân ái, các người ngược FA à? Là cậu, đừng có căng thẳng thế, gọi tôi là Âu Dương là được. Tôi đối với một cẩn là thằng bạn thân. Tên Âu Dương này đến tuyệt đó là muốn cho anh thiếu gia ấm ức đây mà, từng tuổi này thằng bạn thân gì chứ, thật là đừng có kinh khủng quá đi. Dung Tuần, người chồng duy nhất trong cuộc đời này của Mộc Cẩn. Quả nhiên ép đến thiếu gia nhà mình ghen rồi, bộ dạng thiếu gia ghen đúng là dễ thương. Dung đại thiếu gia làm sao biết anh chính là người chồng duy nhất trong đời này của Mộc Mộc chứ. Không chừng mấy ngày nữa đột nhiên có một tên mạo nhận từ nước ngoài đó. Ai dám đến giành? Kẻ đó phải chết. Chắc 59, cơ thể của anh đẹp không? Sao hả? Âu Dương Tam Thiếu Gia muốn thử xem chết như thế nào cho có cảm giác chút à? Sự kiện lớn chấn động nhất một thời của Đông Âu quốc tế năm đó chính là đại chiến tranh vị gia tộc của Âu Dương. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà Âu Dương đánh đến người sống ta chết, kết quả lại là Âu Dương Tam Thiếu Gia như ngư ông đắc lợi, trở thành người thừa kế tiếp theo. Lúc nãy nghe thấy cậu ta tự xưng Âu Dương, ta cuối cùng đã nhớ ra người này chính là Âu Dương Tam Thiếu Gia. Không ngờ Mộc Mộc lại quan hệ thân thiết với hắn như thế. Vậy Mộc Mộc rốt cuộc là thân phận gì? Ây, tôi sợ, tôi chết rồi. Mộc Mộc nhà chúng tôi sẽ tìm anh liều mạng đấy. Không đâu. Hừ, hay, quả nhiên là con gái lớn không thể giữ trong nhà mà. Nhưng mà chị sẽ đá Dung Tuần. Ha 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 ha. Cảm ơn thiếu phu nhân, lần này may nhờ có cô tôi mới có thể bình an được cứu. Không cần cảm ơn tôi, là lòng trung thành của anh với Dung Tuần đã cứu bản thân anh. Nếu như lúc anh bị tra khảo chịu không nói mở miệng khai, vậy người đầu tiên tôi bắn vào đầu nhất định là anh. Đem hết những người này về thẩm vấn. Dạ. Chúng ta quay về thôi Mộc Mộc. Mộc Mộc, đau lòng rồi sao? Đây là vết thương tai nạn xe phải không? Anh bị thương rồi, tại sao không nói với em? Chút vết thương này không sao cả. Người đàn ông của Mộc Cẩn này tuyệt đối không thể bị thương. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sau này anh thử dám bị thương nữa xem. Bà Dung bá đạo quá đó. Nghe lời em, sau này ông Dung tất cả đều sẽ nghe theo bà Dung. Biệt thự Dung Tuần. Áo sơ mi của anh đã dính lên rồi. Có thể lúc xé ra sẽ có chút đau đó. Ra tay đi. Nếu sớm biết vết thương Dung Tuần chịu nặng như vậy, mình nên triệt để hủy luôn tổng bộ tầng môn cho rồi. Chật chật, lão đại bá đạo một mình đánh mười mấy cao thủ đi đâu rồi chứ? Sao trước mặt Dung đại thiếu gia này khí thế lại trở nên yếu ớt vậy? Nhưng mà người đàn ông này có thể không rơi tiếng nào, cũng tính là con người rắn rỏi hiếp thấy. Anh ta làm chồng của một lão đại cũng không tệ. Xong rồi, nhưng mà vết thương nhất định không được chạm vào nước. Những hoạt động mạnh mẽ hàng ngày nếu có thể tránh cũng nên bớt đi. Tôi đi trước đây. Cơ thể anh đẹp không? Ừ. Đáng tiếc, lúc nãy bác sĩ dặn dò chúng ta không được vận động mạnh. Thiếu gia, anh đến cũng quá không đúng lúc rồi đó. Chương 60, thân phận của vợ. Thư phòng ở biệt thự của Dung Tuần. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu gia, rạng sáng nay 3 giờ nơi này của chúng ta xảy ra một chuyện lớn, nó có khả năng liên quan đến mợ chủ. Lẽ nào mà Mộc bị người ta ăn hiếp à? Không phải, tổng bộ tầng môn thật ra là một câu lạc bộ đêm lâu năm. Chính vào lúc rạng sáng 3 giờ có một bóng người phụ nữ rất giống mợ chủ đã đơn thương độc mã phá tổng bộ tầng môn. Đơn thương độc mã đã phá được tổng bộ tầng môn, cho dù thân thủ của cô ấy rất lợi hại, đây cũng là một việc lớn khiến người nghe thấy sợ hãi. Phong tỏa tin tức này, trước khi điều tra rõ ràng thì đó không được để bất kỳ ai biết được chuyện này.
Ngoài ra bên cạnh Mộc Mộc đã tồn tại những người nặng ký như Âu Dương và Thiên Tài Quỷ Y. Anh theo manh mối này đi điều tra thân phận thật của Mộc Mộc. Lần này tôi cần có kết quả đáng tin cậy. Dạ, tôi sẽ điều tra bây giờ. Vết bỏng sau lưng thiếu gia đã đỡ hơn chưa? Đã không sao nữa rồi, anh đi làm việc trước đi. Thân thủ của Mộc Mộc mạnh mẽ quá mức bình thường. Mình nên sớm chú ý đến, cô ấy có thể tùy ý sai khiến Âu Dương và Roger, hai nhân vật chủ chốt của ám dạ đế quốc trong truyền thuyết. Điều này chứng tỏ cô ấy tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Mộc Mộc, em thật sự là thân phận đó sao? Vậy anh phải làm sao đây? Là nên tiếp tục chịu cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như cũ hay là... Mình thật ngốc, cô ấy là ai thì liên quan gì chứ? Từ khoảnh khắc chúng ta kết hôn, cô ấy đã đơn giản chỉ là bà dung của mình mà thôi. Chỉ cần là vì cô ấy, lúc nào mình cũng có thể gạt bỏ tất cả những chướng ngại cản trở bọn mình. Vì cô ấy, lật đổ thế giới này thì đã sao? Phải rồi. Tất cả mọi việc đều không quan trọng. Việc duy nhất quan trọng là mình tin cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Biệt thự Dung Tuần. Alo, Âu Dương. Mộc Mộc, em đã tra ra người phế hai chân của Cung Vũ rồi. Chúng ta đều không ngờ được anh ta chính là Dung Tuần. Cái gì? Em chắc chắn người đó chính là Dung Tuần. Chắc chắn là anh ta. Bây giờ quan trọng là Dung Tuần chắc chắn đã biết được một số chuyện của chị và Cung Vũ. Nhưng mà anh ta cái gì cũng không nói với chị. Đúng rồi, sao anh lại không nói gì với em chứ? Em cho rằng anh ta e là đã hoài nghi thân phận của chị rồi. Từ góc độ an toàn mà nói, Mộc Mộc chỉ nên có phòng bị mới được. Với Dung Tuần, bữa sáng toàn món em thích ăn đó. Nhưng mà nguội rồi thì hâm lại nhé. Nhất định không được ăn đồ lạnh. Anh có chuyện đi trước, yêu em. Chị không cần phòng bị gì cả. Chị tin anh ấy. Căn cứ bí mật của Thiên Ảnh Vệ. Số 1, phạm nhân đó cuối cùng khai rồi. Người giao dịch ma túy với hắn chính là lão gia nhà họ Cung. Đúng là một cái tên không thể ngờ tới. Tập đoàn Cung Thị lần này thật sự sắp tiêu rồi. Ta lại muốn xem Tần Vân Dực làm sao có thể cứu. Số 1, tiếp theo đây xử lý thế nào? Có cần thực thi bắt tóm người nhà họ Cung không? Không vội. Bây giờ mà bắt lão già nhà họ Cung thì dễ cho hắn quá. Ta muốn không phải chỉ một mình ông ta tiêu đời, còn là cả Cung gia hoàn toàn bị tiêu diệt. Hơn nữa, nếu lão già nhà họ Cung không còn nữa, Tần Vân Dực sẽ âm thầm trừ khử Cung đại tiểu thư, sẽ bỏ hôn ước, ngược lại lại đúng ý hắn ta. Buổi hôn lễ này tuyệt đối không được có một chút sơ sẩy nào. Đối với Tần Vân Dật thì không cần khách khí, sắp xếp người cho hắn ta chút bất ngờ nho nhỏ, không cần trừ cử hắn ta. Nhưng phải cho hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Dạ, tôi lập tức sắp xếp người đi làm. Nếu như Mộc Mộc thật sự đơn thương độc mã đã phá được tổng bộ Tần Môn, vậy mình cũng không thể không có biểu hiện gì. Món quà nhỏ một tặng một này cứ mời Tần đại thiếu gia anh đến nếm thử đi. Mộc Mộc, thử bộ này đi, thân hình của cậu siêu hợp với bộ này luôn. Diệp Sơ Hạ, Dung Tuần đã mua cho mình nhiều lắm rồi. Này, tôi muốn bộ đồ này, mau lấy số nhỏ của bộ đồ này cho tôi muốn mặc thử một chút. Vị phu nhân này, thật xin lỗi, số nhỏ của cái váy này đã bị mua sạch rồi, hơn nữa tôi gợi ý bà mặc bộ cử vừa kia sẽ hợp hơn. Cô có ý gì hả? Cô nói tôi mập sao? Tôi nói cô biết, hôm nay nếu cô không đeo số nhỏ của chiếc váy này cho tôi, bà đây sẽ không đi đâu. Người đàn bà này ý mình có mấy đồng tiền thối là có thể ức hiếp nhân viên bán hàng. Ôi trời ơi, ta nói ai giống như người phụ nữ đen đanh đá ở đây làm ồn ào vậy chứ. Chật chật, hóa ra là một con heo nái à. Cô là cái thá gì, tôi thấy cô mới giống một con heo nái đó. Bổn tiểu thư cho dù là heo cũng là một con heo nhỏ xinh xắn dễ thương, tốt hơn nhiều so với con heo nái già nào đó vừa già vừa xấu không có đàn ông thích. Cô đang mắng ai thế hả? Tôi thấy cô chính là một con hồ ly tinh lẳng lơ. Tôi đánh chết đồ hồ ly tinh lẳng lơ cô. Cho dù Tần phu nhân muốn đánh người, cũng phải xem người này bà có thể động vào không chứ. Đâu, đâu, đâu. Mộc Cẩn là con tiện nhân, đáng đâm ngàn nhát cô. Hứ, Mộc Cẩn, con tiểu tiện nhân này, đừng cho rằng cô đến dụ dỗ Vân Dật của chúng ta. Vân Dật sẽ thật sự cưới cô. Tôi nói cô biết Vân Dật nhà tôi qua vài ngày nữa sẽ kết hôn cùng đại tiểu thư nhà họ Cung rồi. Một con nhỏ nhà quê như cô đời này cũng vọng tưởng vào được cổng lớn nhà họ Tần, nằm mơ giữa ban ngày. Bà tưởng đứa con trai phế vật đó của bà là cộng hành nào cũng xứng để Mộc Cẩn tôi nhìn một cái sao? Cứ để Tần Vân Dật giữ người phụ nữ không thể tự quản lý cuộc sống kia sống cả đời đi. Tiện nhân coi như cô độc ác, có bản lĩnh sau này bớt quấn lấy Vân Dật nhà tôi. Vậy bà phải trông coi con cẩn thận, con trai nhà bà rồi. Nếu như anh ta dám xuất hiện trước mặt tôi gặp một lần đánh một lần. Đến lúc đó đừng trách tôi ra đây ác độc. Chúng ta có gì hay để nói với loại đàn bà già này chứ?
vừa nhìn thấy dấu hiệu tiền mãn kinh thiếu đàn ông chăm sóc. Hay, tuổi cao đúng là đáng thương thật, nhìn thôi cũng buồn nôn. Con nhỏ hồ ly tinh đê tiện, sớm muộn sẽ có ngày tôi khiến cô phải khóc. Hừ. Nhìn gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn hả? Cút hết đi tôi. Đánh thật nặng cho tôi. Tần Vân Dực, cô ưng ta hôm nay chính là muốn đánh vỡ đầu chó của ngươi. Đám người đó là ai? Tại sao đột nhiên lại nổ súng với chúng ta? Thiếu chủ, hỏa lực đối diện quá mạnh rồi, ở đây có chúng tôi cắt đuôi, anh mau rút đi. Cho ngươi hai người theo hộ tống thiếu chủ rời khỏi. Đừng quan tâm những người khác nữa, mau lái xe. Bà nội ơi, Tần Vân Dật đã muốn vứt bỏ thuộc hạ của mình chạy trốn trước. Nếu đây là lão đại của chúng ta sẽ không vứt bỏ anh em của mình đâu. Muốn chạy à, không có cửa đâu. À, để tiểu tử Tần Vân Dật đó bị thương một chút, cũng coi như trả thù một chút cho lão đại. Nhiệm vụ hoàn thành, mọi người chuẩn bị rút lui. Kỹ thuật súng thật lợi hại, đám người này chắc là thủ hạ của Dung Tuần. Dung Tuần, chuyện này tôi và anh chưa xong đâu. Chương 62, Nữ Vương Bóng Tối, Tập đoàn Dung Thị. Thiếu gia, Thiên Ảnh vệ đưa tin đến, cô ưng đánh bị thương Tần Vân Dật để anh ta chạy rồi. Tiếp theo đây chúng ta phải xử lý Tần Môn thế nào đây? Tần Vân Dật muốn mở rộng Tần Môn cũng phải cân nhắc xem đế đô này rốt cuộc là ai lại đang làm chủ. Thiếu gia, là điện thoại của đặc công Thiên Ảnh vệ phụ trách điều tra thân phận của mọi chủ. Anh nói gì cơ, mọi chủ của ấy lại là công tử của ám dạ đế quốc. Quả nhiên giống như dự đoán của tôi, Mộc Mộc thật sự là công tử ám dạ. Ám dạ đế quốc nắm giữ 90% thị trường vũ khí toàn cầu, kiểm soát 1/4 thị trường chứng khoán tài chính, còn có vô số tên anh xếp hạng hàng đầu. Ai cũng không nghĩ rằng đầu não của tổ chức cực kỳ khủng bố này lại là một cô gái, hơn nữa còn là cô gái thuộc về mình. Trời ơi, Âu Dương không phải là tên lo quỷ lần trước chứ? Nếu như công tử xuất hiện ở căn cứ bí mật hôm đó chính là Mộc Mộc, thì lo quỷ chính là Âu Dương. Vậy thì giả sát sẽ là ai đây? Là cậu nhóc lái xe mô tô kia sao? Nhưng mà thiếu gia, nếu như thân phận của mọi chủ thật sự là công tử ám dạ, vậy cũng quá ghê gớm rồi. Nếu như bị các trưởng lão của Thiên Ảnh vệ biết được điều này, bất kể thế nào cô ấy cũng là người duy nhất tôi yêu nhất cuộc đời này. Thiếu gia đối với mọi chủ đúng là tình cảm sâu sắc, nhưng nếu đám lão già trong tổ chức biết được, e là tuyệt đối không chịu để yên đâu. Cho tất cả mọi người giữ kín miệng, nếu ai tiết lộ ra tin tức của Mộc Mộc, thì đừng có trách tôi ra tay vô tình. Xin thiếu gia yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai tiết lộ thân phận của mọi chủ. Sòng bạc ngầm. Chuyện gì thế? Hai người chỉ chơi tài xỉu thôi mà cũng có thể thua mất 50 triệu. 50 triệu đó, không tìm em đến cứu bộ, hôm nay hai người bọn anh chỉ có thể cạp đất. Thôi sao? Muốn em ra tay cũng được, chỉ là tiền vốn là phải là các anh ra. Sau đó tiền lời em muốn 6 phần, còn lại hai người các anh tự chia. Mộc Cẩn này là sư tử há miệng to đó, Roger anh định thế nào đây? Hay, chỉ cần Mộc Mộc ra tay có thể thắng về, cho dù chỉ có 2 phần lợi nhuận đó cũng không phải là con số nhỏ đâu. Thêm 50 triệu che to nữa. Ván này tôi lên 1 triệu, bắt đầu đi. Một đôi ba. Đôi lớn, ván này cũng thắng rồi. Đừng lo, lắng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sao có thể được? Tôi lại thua liền 10 mấy ván. Ha ha ha, cả vốn lẫn lời đều lấy hết, về rồi. Nghe nói nơi này của các người có một vua sòng bài rất thần bí độc quyền phòng trong. Tôi muốn đi mở rộng tầm mắt chút, có thể dẫn đường không? Chương 63, Vua Sòng Bài Ngải Duy. Phòng VIP tầng thượng. Vua Sòng Bài tiên sinh, vị này là Mộc tiểu thư muốn thách đấu với ông đó. Ồ, Mộc tiểu thư thật là dũng cảm, mời ngồi mời ngồi. Cảm ơn. Mộc tiểu thư muốn chơi cái gì? Càng đơn giản thì càng kích thích, chúng ta cứ chơi so lớn nhỏ đi. Nếu hai vị đã chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu rồi. Lên 1 triệu trước. Cũng vậy.
Ngại quá đi, là đôi hai, lớn hơn hai lá bài đơn của cô. 10 triệu, tiếp tục. Một đôi bốn. Vận may của Mộc tiểu thư không tệ, chỉ là thật đáng tiếc bài của tôi vừa hay ép cô xuống rồi. Trời, ở đâu ra tên biến thái này lại còn lợi hại hơn lão đại của chúng ta, thật sự quá không phải người rồi. 50 triệu. Không biết ngài có dám theo không? Mộc tiểu thư nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng cô đã thích tôi rồi đó. Tôi vừa hay thiếu một người vợ. Tôi đã kết hôn rồi, nếu ngài không để ý hai người sau lưng tôi đây, ngài có thể tùy ý chọn một. Cái gì, lão đại làm vậy là muốn bán, chúng ta bán thân sao? Quá khiến người ta đau lòng rồi. Vậy đúng là đáng tiếc rồi, tôi chỉ có hứng thú với Mộc tiểu thư thôi. Chi bằng chúng ta mau chóng một ván định thắng thua đi, người thua phải đồng ý với người thắng một yêu cầu. Thế nào? Kế kích tướng không có tác dụng với tôi đâu, nhưng mà ván cược này tôi cược rồi, bắt đầu đi. Một đôi già, lần này thắng chắc rồi. Xem ra cô lại thua rồi, xin lỗi. Sao có thể được, Mộc Cẩn chưa bao giờ thua trên bàn cược, lần này lại thua liên tiếp 3 lần, đối phương rốt cuộc là người nào? Ngài chắc chắn không phải là một cược thủ đơn giản như vậy. Nhưng mà ngài thắng rồi, nói đi, ngài yêu cầu cái gì? Chương 64, xin cô rời xa Dung Tuần. Phòng VIP tầng thượng. Yêu cầu của tôi à? Cô cảm thấy sẽ là gì chứ? Tính nhân nặng của tôi không tốt lắm đâu, ngài vẫn là nói ra nhanh đi. Đúng là một cô gái không dễ thương. Nhưng mà yêu cầu thì bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ tới. Đợi nghĩ ra rồi tôi sẽ nói với cô. Yêu cầu này của anh trước sau đều có hiệu lực. Cầm lấy cái này lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Cảm ơn nhé. Chúng ta đi. Thiếu gia, tại sao nhất định phải khiến mọi chủ thua vậy? Cho dù tôi chịu dùng hết tất cả để bảo vệ cô ấy, nhưng tôi không dám đảm bảo đám lão già đó sẽ không hàm hại cô ấy. Nếu như có một số tổn thương thật sự không thể tránh khỏi, đợi đến ngày đó, cái cúc này chính là cơ hội cuối cùng để tôi giữ được cô ấy. Biệt thự Dung Tuần. Ai đến vậy nhỉ? Cô chính là Mộc Cẩn đó. Bộ trưởng đời thứ 5 tài phiệt Dung Thị, Dung Phong. Đúng vậy, xin hỏi ông là... Tôi là cha của Dung Tuần. Chào bác, mời vào trong. Bác cần uống gì không? Không cần nữa, Mộc tiểu thư. Người ngay thẳng không nói lời mập mờ, là cha của Dung Tuần hôm nay tôi đến chính là muốn nói với cô một chuyện. Đó chính là xin cô hãy rời xa Dung Tuần. Tôi sẽ không truy cứu chuyện cô tiếp cận nó là vì tiền hay là vì gia thế bối cảnh của nó. Nhưng tôi phải nói với cô, thân phận của Dung Tuần không phải cô có thể xứng đâu. Mọi chủ nhà họ Dung tôi cũng phải là thiên kim danh môn, môn đăng hộ đối. Chỉ cần cô đồng ý rời xa Dung Tuần, 1 triệu này là của cô đó. Ông Dung, ông dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ vì 1 triệu nhỏ nhoi này mà rời xa con trai của ông? Chê 1 triệu ít à, Mộc tiểu thư xem ra cô quá tham lam rồi. Trong mắt tôi Mộc tiểu thư chẳng qua cũng chỉ đáng 1 triệu này thôi, biết điều thì cầm lấy 1 triệu này đi đi, nếu không tôi khiến cô một đồng cũng không có được. Nếu như tôi cứ không đi thì sao, chỉ cần tôi còn ở chỗ Dung Tuần đây có thể có được đâu phải chỉ 1 triệu. Tôi sẽ bỏ qua núi vàng núi bạc như vậy không cần mà đi cần 1 triệu của ông sao, là bản thân ông ngu ngốc hay là tôi ngốc? Hừ. Tiện nhân, quả nhiên là vì tiền tiếp cận Dung Tuần. Cô cho rằng cô còn có thể sống bao nhiêu ngày tốt đẹp nữa hả? Chỉ cần tôi đem bộ mặt thật của cô nói với Dung Tuần, con trai tôi sẽ đá cô đi đầu tiên. Ồ, vậy sao? Vậy ông Dung thử xem đi. Nếu như ông có thể khiến Dung Tuần tự mình bảo tôi rời đi, tôi nhất định sẽ rời đi. Đáng tiếc, em là ông Dung chỉ là làm không được thôi. Mộc tiểu thư, có phải cô nghĩ... Mộc tiểu thư, cô phải nghĩ cho kỹ đi. Nếu việc này thực sự phải làm ầm lên, đối với cô có lẽ cũng không có lợi đâu. Mợ chủ nhà họ Dung tôi mãi mãi không phải là cô, mà vợ tương lai của Dung Tuần cũng chỉ có một người được chọn là Hà Gia đại tiểu thư, cô chắc chắn muốn làm bản thân khó coi như vậy sao? Nếu muốn khiến tôi rời đi cũng là nên là Dung Tuần đến nói với tôi, chứ không phải ông Dung. Hừ, cô chắc chắn Dung Tuần cờ cô như vậy sao? Nếu như nó biết được đoạn quá khứ của cô và Tần Vân Dật, cô đoán xem Dung Tuần sẽ đối xử với cô thế nào? Xem ra ông Dung trước khi đến đây cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi nhỉ? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi nói với Dung Tuần năm đó cô lẳng lơ dụ dỗ Tần gia đại thiếu gia như thế nào. Đến lúc đó Dung Tuần vẫn còn người phụ nữ giống như cô sao? Vậy thì phiền ông Dung cố hết sức nói sớm với Dung Tuần, tôi sẽ ở đây đợi bị anh ấy đá. Nếu như ông
Dung không có việc gì khác nữa thì rời khỏi đi, nhà chúng tôi không hề chào đón ông đến. Cô thế này là đuổi tôi đi sao? Ông Dung, cửa bên kia. Ồ đúng rồi, quà gặp mặt của ông Dung tôi đã nhận lấy rồi. 1 triệu này tuy không nhiều, vẫn đủ để tôi đổi một cái túi mới, thêm vài cây son môi. Cảm ơn nhé. Chương 65, ác mộng của cung gia đến gần. Mộc Cẩn, cô không ác ý nổi lâu đâu, đợi đó cho tôi. Năm đó mẹ của Tần Vương Dật muốn dùng chi phiếu 5 triệu khiến mình rời xa con trai bà ta. Bây giờ xem ra lúc đó nên nhận chi phiếu đó rồi, thôi uổng công không nhận. Nói ra mình cũng tò mò, nếu như dưới áp lực của gia tộc, Dung Tường sẽ lựa chọn thế nào đây? Anh ấy có phản bội mình như Tần Vương Dật năm đó không? Nếu như thật sự như vậy, mình nhất định sẽ điên cuồng muốn giết Dung Tuần, cũng khiến nhà họ Dung cùng đứt luôn. Dung Tuần. Lúc nãy nghe nói ông già tới tìm em, anh thật sự sợ em sẽ không nói một tiếng mà đột ngột đi khỏi. Còn may bảo bối của anh vẫn chưa rời xa anh. Dung Tuần, anh không phải đi họp à, sao lại về rồi? Chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ cảm thấy cái gì cũng tốt đẹp. Yên tâm, em không đi. Không được, anh cho phép mà em dám đi, anh cũng sẽ bắt em về, đời này em đừng hòng rời khỏi bên cạnh anh. Bây giờ sắp đến trưa rồi, có phải mộng mộc đó rồi không? Có một chút. Vậy, chúng ta ăn cơm trước hay là ăn em trước? Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Được. Mèo con tham ăn, vậy anh bây giờ sẽ đi nấu cho em. Tổng bộ tài phiệt Dung Thị. Con đã cảnh cáo ba, đừng có động vào cô ấy, xem ra ba không hề nhớ lời của con trong lòng. Dung Tuần, con nói với ba với thái độ gì thế hả? Ba nói con biết cô gái có thân phận như cô ta vậy không xứng vào Dung gia chúng ta. Nếu nói thân phận, cô gái của con ít nhất thanh bạch. Cô gái đốt rượu xuất thân từ câu lạc bộ đêm mà ba nuôi ở nhà giải thích sao đây? Con tưởng là người phụ nữ của con sạch sẽ bao nhiêu hả? Chẳng qua chỉ là tiện nhân bị tên tiểu tử nhà họ Tần chơi đùa qua mà thôi. Con còn xem là bảo bối, cũng không sợ khiến người xung quanh chơi cười. Hôm nay cô ta còn nhận lấy 1 triệu của ba, còn một lòng muốn ở cạnh con vét thêm nhiều tiền nữa. Thật là không biết con là mắt mù rồi hay là đầu óc hư rồi. Mộc Mộc của mình đường đường là công tử ám dạ đế quốc, muốn bao nhiêu tiền mà không có, còn cần ham hố 1 triệu đó sao? Càng huống hồ nếu Mộc Mộc muốn, tất cả của mình đều là của cô ấy, cả thế giới cho cô ấy cũng không thành vấn đề. Ba có tiếp nhận cô ấy không lại có liên quan gì đến bọn con chứ? Con nói ba biết, sau này không cho ba làm phiền tụi con nữa, nếu không ba cứ bảo người phụ nữ của ba cẩn thận đi. Nghiệt tử, tỉnh lại đi. Con tưởng rằng người phụ nữ đó tại sao lại yêu con chứ, còn không phải con là đại thiếu gia Dung gia sao? Cô ta dễ gì là mở chủ tương lai của Dung gia này. Bất kể thế nào con đều vui lòng, không liên quan đến ba. Dung Tuận, con... Thiếu gia, thứ anh muốn tôi đã chuẩn bị xong rồi. Rất tốt. Món quà này nhất định phải tặng cho Tần Vân Dật vào ngày hôn lễ. Anh nói xem lúc đó Tần Vân Dật sẽ có phản ứng thế nào. Năm đó chuyện cung gia làm với mợ chủ tàn nhẫn biết bao nhiêu, nếu như việc này bị bóc trần rồi. Tôi nghĩ không chỉ Tần Vân Dật sẽ kinh ngạc, em là người của cung gia cũng phải bị dọa chết đó chứ. Dù gì đó cũng là hành vi phạm tội không che đậy của họ mà. Đến lúc đó, đợi trước cơn sự của Mộc Mộc xong, anh hãy liên lạc với người của sở cảnh sát, tiếp đãi cung gia cho tốt. Bọn họ không phải trích đưa người ta vào bệnh viện tâm thần sao? Vậy anh cũng sắp xếp một nơi tốt cho bọn họ đi. Hiểu rõ rồi thiếu gia. Vở kịch hay này cuối cùng cũng mở màn rồi. Chương 66, đại lễ kết hôn. Biệt thự của Dung Tuần. Mộc Cẩn, cô không nghĩ tới phải không? Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Cô đúng thật là không nghĩ tới. Mộc Cẩn, những chuyện trước kia coi như tôi có lỗi với cô, nhưng mà chân tay tôi đều bị phế rồi, chúng ta coi như hòa. Chuyện tôi và Vân Dật sắp kết hôn cô cũng biết nhỉ? Rồi sao nữa, cô muốn nói cái gì? Dù gì nếu như không phải bởi vì cô, tôi và Vân Dật cũng sẽ không đi cùng nhau. Tôi cực kỳ chân thành muốn mời cô đến tham dự lễ cưới của tôi. Tuy rằng thân phận của cô có chút không đủ tư cách dự tiệc, nhưng mà cứ coi như lời xin lỗi tôi và Vân Dật muốn thể hiện với cô đi. Ồ, đúng rồi, cô nhớ đi cùng bạn trai nhé. Đến lúc đó trong lớp chúng ta sẽ có không ít bạn học cũng sẽ tới, mọi người rất lâu không tụ họp rồi, vừa hay có thể gặp mặt. Cung Vũ, nói ra mục đích của cô đi, không cần lôi kéo quan hệ với tôi, dù gì chúng ta cũng không thân. Mộc Cẩn, cô vẫn thanh cao giống như trước kia nhỉ,
Tôi chỉ là muốn mượn cơ hội kết hôn, kết thúc ân oán giữa ba người chúng ta, sau đó mọi người ai sống cuộc sống của người nấy không được sao? Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp đây. Đừng mà, đợi một chút. Nghe nói cô quen biết vị bác sĩ thiên tài quỷ y Roger đó, cô có thể giúp tôi hẹn anh ta. Cung Vũ, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ giúp cô tìm bác sĩ Roger? Chân của cô tàn phế rồi thì liên quan gì đến tôi? Tôi nhất định không để Roger đi chữa trị cho cô đâu, bởi vì cô không xứng. Mộc Cẩn, cô không để đối xử với tôi như vậy. Tay và chân tôi đều là cô làm tàn phế. Bây giờ chỉ là bảo cô chào hỏi bác sĩ Roger mà thôi. Cô cứ không thể thấy tôi tốt đẹp vậy được sao? Tại sao tôi phải để cô sống tốt? Cô cũng xem trọng bản thân cô quá rồi đó. Cô tưởng nàng chỉ dựa vào một câu xin lỗi không chút thành ý này của cô, tôi sẽ tìm bác sĩ chữa khỏi chân cho cô sao? Nhưng mà cô yên tâm, đám cưới của các người tôi nhất định đi. Tôi sẽ đi xem đôi cẩu nam nữ các người rốt cuộc hạnh phúc cỡ nào. Khách sạn Hoàng Triều. Hiện trường hôn lễ của Tần Vân Dật và Cung Vũ. Ai da Tử Tiêu, mấy năm không gặp, cậu thật sự ngày càng đẹp rồi. Tinh Duyệt, cậu đừng khách sáo nữa, cậu mới là thật sự trở nên xinh đẹp đó. Nghe nói cậu gả cho đại gia giàu khí rồi, cô đúng là có phúc đó. Hay, các cậu đã nghe nói chưa, hôm nay Tần Vân Dật và Cung Vũ kết hôn, nghe nói người phụ nữ đó cũng tới. Người nào vậy, sao mình không biết? Còn có thể là ai nữa, chắc chắn là Mộc Cẩn rồi, đã bị đá rồi lại còn dám đến, cũng dũng cảm nhỉ. Còn không phải à, năm đó xảy ra chuyện như vậy, người phụ nữ đó bây giờ còn dám xuất hiện, thật là không biết xấu hổ. Được rồi, nói ít vài câu đi. Nói thật là một câu, bạn học Mộc cũng là người đáng thương, ai bảo thân phận cô ta không xứng nổi với thân phận của đại thiếu gia nhà họ Tần chứ. Ha 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 ha, ha cũng phải, đúng là một đám phụ nữ bà tám, thấy mấy người thích bàn, tán chuyện như vậy. Các người cứ dứt khoát lên sân khấu cầm loa mà nói, để tất cả mọi người đều nghe thấy đi. Anh là ai? Chúng tôi nói gì thì liên quan gì đến anh? Tôi là Lãnh Vân Địch, nhớ rõ tên tôi đó. Mau đi thôi, đó là công tử Lãnh gia đỉnh đỉnh đại danh đó. Không ngờ anh ta cũng tới, không chọc nổi. Thật là phiền chết đi được. Phòng thay đồ của chú rể. Thiếu gia, đây là quà kết hôn có người tặng cho anh, còn nói cần phải đích thân anh tháo ra đọc. Quà kết hôn, gói kiểu này là ai tặng vậy chứ? Cái gì? Chương 67, phu nhân Dung Thị đến. Sao lại là như vậy? Thì ra năm đó mẹ mình xem thường Mộc Cẩn, cho nên đã chuốc say mình và Cung Vũ để bọn mình lên giường. Bà ấy còn đưa Mộc Cẩn đến căn phòng cạnh bọn mình, để Mộc Cẩn chính mắt nhìn thấy cả quá trình. Chả trách sau đó mình theo đuổi Mộc Cẩn cả tháng trời, nhưng cô ấy lại quyết tâm không để ý mình. Sau đó Cung Vũ bị kiểm tra ra là có thai, lại bị Mộc Cẩn hại sảy thai, để vì mình chuyện này mà luôn hổ thẹn trong lòng với Cung Vũ, đến nỗi như bây giờ còn kết hôn với cô ta. Cung Vũ còn dám nói lần đầu tiên của cô đã cho mình, nhưng trên tài liệu này thể hiện rõ ràng cô ta đã mất trước đó rồi. Hơn nữa tính đúng theo thời gian, Cung Vũ đã có thai trước khi bọn mình lên giường rồi. Mình luôn tưởng rằng đứa con đó là con của mình. Không ngờ người phụ nữ đê tiện Cung Vũ này đã lừa mình từ đầu đến cuối. Cung Vũ, cô đợi đó, tôi muốn cô thân bại danh liệt ngay bây giờ. Hiện trường hôn lễ. Chúc mừng nhé. Cảm ơn các vị tới tham dự hôn lễ của tiểu nữ, mời tự nhiên. Ý, đó không phải đại thiếu gia nhà họ Dung sao? Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai vậy? Trông lại còn đẹp hơn mấy minh tinh điện ảnh nữa. Không phải có tin đồn nói Dung đại thiếu gia kết hôn rồi sao? Vị này chắc chính là mợ chủ nhà họ Dung nhỉ? Trông đúng là không tệ. Dung đại thiếu gia tới rồi, mời mau vào trong, mời vào trong. Vị này là phu nhân tôi, mợ chủ Dung gia. Ha ha, Dung đại thiếu gia cũng biết nói đùa rồi. Phu nhân tương lai của cậu không phải Hạ gia đại tiểu thư sao? Sao lại trở thành vị phu nhân này rồi? Mộc Cẩn cô được lắm, chả trách không giết chết được cô. Thì ra cô đã đoán được vào Dung đại thiếu gia, đúng là bản lĩnh giỏi đó. Ông không nhận ra tôi sao? Ông cũng đúng là quý nhân hay quên chuyện nhỉ? Tôi lại vẫn luôn không thể quên Cung gia, có một số chuyện tôi vẫn luôn nhớ đến đó. Hử? Vậy sao? Vị phu nhân này gặp qua tôi vậy đúng là vinh hạnh cho cung mổ. Nào, hai vị, mời vào trong. Không phải chứ, đó là Mộc Cẩn đó. Cô ta đúng là tốt số, lại có thể gả cho đệ nhất đế thiếu của chúng ta. Xì, ai mà biết là dùng thủ đoạn gì dụ dỗ chứ. Nếu không đường đường là đại thiếu gia nhà họ Dung có thể thích người phụ nữ như cô ta sao? Ê, các cậu xem, cô dâu đến rồi. Mộc Cẩn, cô lại còn dám đến đám cưới của tôi. Tôi nói cho cô biết qua hôm nay,
Cô đừng hòng cướp vân vật của tôi đi nữa. Đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến chúc mừng các người mà, tiện thể giới thiệu một chút cho cô chồng tôi Dung Tuần. Người phụ nữ khốn kiếp, cô dám cướp đi anh Dung Tuần của tôi. Tiện nhân Mộc Cẩn này sao lại có thể gả cho kinh thành để nhất đế thiếu Dung Tuần? Không ai có thể lọt nữa vào mắt anh ta, cho dù là em gái mình cũng từng bị anh ta sỉ nhục. Anh là anh. Chương 68, phát súng bất ngờ. Cung đại tiểu thư đã nhớ ra được chút gì rồi. Mùi vị bị gãy chân có tốt không? Anh đừng qua đây mà, Vũ Nhi con bị làm sao vậy? Mẹ, mẹ mau đuổi anh ta đi, không đúng, mau cho người bắt anh ta lại. Chân của con chính là anh ta làm gãy đó. Cái gì, chân của con là Dung Tuần thiếu gia làm gãy sao? Còn có lần trước mình và Tiểu Xuyến đi tìm Dung Tuần, kết quả lại người đàn ông này quả thật còn đáng sợ hơn ác ma. Chuyện gì vậy chứ, chân của cung Vũ này là Dung Tuần thiếu gia làm gãy sao? Sao lại thế được, chưa từng nghe qua giữa bọn họ có mâu thuẫn gì mà. Cung Vũ! Vân Dật, anh đến rồi, mắt của em chính là anh ta, là Dung Tuần làm gãy chân của em. Nói tôi biết, tất cả thứ này là chuyện gì hả? Cung Vũ, năm đó cô cùng người khác làm tới có thai, lại lừa gạt tôi nói là con tôi. Tâm địa của cô cũng quá độc ác rồi đó. Không ngờ Cung Vũ lại phóng đảng như vậy, cùng người đàn ông khác làm tới cả con cũng có luôn rồi. Phải đấy, hơn nữa còn lừa Tần Vân Dật, cái mũ xanh này anh ta đội cũng thật thảm. Chật chật, uổng cho cô ta còn là bạn cùng lớp của chúng ta, thế này cũng quá mất mặt rồi. Không, Vân Dật, chuyện không phải như vậy đâu, anh nghe em giải thích đi, Vân Dật. Còn muốn tôi nghe những lời nói dối đó của cô sao? Cung Vũ, loại con gái lẳng lơ ông bướm như cô không xứng là mợ chủ đại thiếu gia của tôi. Cô cứ đợi thông báo ly hôn của tôi đi. Không, không thể được, em không muốn ly hôn. Mộc Cẩn của tiện nhân này, đều là tại cô, Vân Nhật mới ly hôn với tôi. Đều là tại vì cô. Cẩn thận. Tôi phải giết cô. Tôi phải giết cô. A, à, giết người rồi, mau báo cảnh sát. Vân Dật, có chuyện gì vậy? Sao cô gái này lại đem súng đến kết hôn chứ? Thật sự rất kỳ lạ. Vân Dật, Vân Dật, con đừng dọa mẹ mà. Tần Vân Dật, anh... Cẩn Nhi, anh... Xin lỗi em. Chính là con tiện nhân cô, là cô đã hại chết con trai tôi. Mộc Cẩn, tôi nhất định không bỏ qua cho cô đâu. Có người mẹ như bà mới là nỗi xót xa của Tần đại thiếu gia. Hôm nay xảy ra bi kịch như vậy, trừ cung Vũ ra còn có trách nhiệm của ai, bà nghĩ cho kỹ đi. Dung đại thiếu gia, tôi xin khuyên cậu một câu, anh tốt nhất nhân lúc còn sớm đá con tiện nhân này đi. Nhưng tôi có khăng khăng muốn một mình cô ấy đấy. Mau, mau đi tìm xe, mau đi liên lạc với bệnh viện, đi mau. Ở đây sôi động ghê. Đúng đó, nhưng mà xem ra chúng ta đến muộn rồi. Chương 69, vị khách không mời. Hai người này là ai vậy? Sao chưa từng gặp qua? Đông Phương Tĩnh, Bạch Dực Thần. Người đàn ông đó đẹp chết đi được, đôi mắt đó quả thật cứ phát sáng giống như ngọc thạch bảy màu vậy. Đó chính là đại thiếu gia nhà họ Bạch của tứ đại gia tộc của Đông Âu quốc tế, địa vị của anh ta trên toàn thế giới đều vô cùng cao. Người đẹp đó lại là ai nữa? Cô ta đẹp thật đó, không kém gì mợ chủ đại thiếu gia nhà họ Dung. Khoát tay gần gũi như vậy chắc là hôn thê tương lai của Bạch thiếu gia đó. Nghe nói vị đại thiếu gia nhà họ Bạch này từ nhỏ đã hứa hôn với hào môn vọng tộc rồi. Lâu quá không gặp đó, em gái tốt của chị. Cô gọi nhầm rồi, mẹ tôi chỉ sinh ra một người con gái là tôi không có chị em gái gì cả. Tuy rằng chúng ta không sinh cùng một mẹ, nhưng dù sao cha của chúng ta cũng là một người, chị rốt cuộc vẫn là chị của em. Tôi không nghe lầm chứ, mẹ cô và ba tôi chưa từng kết hôn, người vợ hợp pháp của cha tôi đến giờ vẫn là mẹ tôi. Hơn nữa cô cũng không phải là con ruột của ba tôi, có tư cách gì xưng hô chị em với tôi. Cô... Tiểu Cẩn vẫn là đáng yêu hệt như lúc nhỏ, mấy năm không gặp Tiểu Cẩn không nhận ra anh Thần của em nữa sao? Anh Thần, cơn gió nào thổi anh đến đây vậy? Dĩ nhiên là đến tìm vợ chưa cưới của anh rồi, đại tiểu thư của gia tộc Đông Phương đã mấy năm rồi chưa về nhà, anh và chú Đông Phương đã lo lắng lắm đó. Em ra ngoài lâu như vậy cũng nên về đi chứ. Mộc Mộc là đại tiểu thư của gia tộc Đông Phương,
Người đàn ông này lại là chồng chưa cưới của Mộc Mộc, đúng là hoàn toàn không ngờ tới. Bà nội ơi, người phụ nữ này lại là người của gia tộc Đông Phương. Năm đó mình lại nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần, cũng may không thật sự làm chết cô ta, nếu không thì hậu quả. Nếu như mọi chủ đại thiếu gia nhà họ Dung, thật sự là đại tiểu thư của gia tộc Đông Phương giàu có nhất thế giới, vậy các tiểu thư quý tộc hào môn đã có mặt ở đây hôm nay, quả thật đã thua thê thảm trước mặt cô ấy rồi. Hơn nữa cô ấy ở đây là phu nhân của đại thiếu gia nhà họ Dung, ở một bên khác lại là vợ chưa cưới của đại thiếu gia nhà họ Bạch, tình tiết này cũng quá đặc sắc đi chứ. Thật ngại quá anh Thần, em đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi? Cưới rồi còn có thể ly dị mà, anh Thần sẽ không để bụng đâu. Bạch đã thiếu gia không để bụng, tôi sẽ để bụng. Mộc Mộc là vợ tôi, cô ấy sẽ tuyệt đối không bao giờ có thể ly hôn với tôi. Ha ha, Dung đại thiếu gia quá tự tin rồi, cho dù Tiểu Cẩn bây giờ là vợ của anh, nhưng ai cũng không đảm bảo chắc chắn được ngày mai cô ấy sẽ thuộc về ai. Tiểu Cẩn và tôi từ nhỏ đã có hôn ước, đó lại là mẹ của Tiểu Cẩn đích thân định ra, trừ bà ấy ra ai cũng không thể đổi. Tiêu rồi, mình đã sắp quên mất rồi, lúc mẹ mất tích đem theo tín vật của nhà họ Bạch, không có tín vật thì không thể hủy hôn ước được, vậy mình và Dung Thần phải làm sao? Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cho hôn ước giữa hai người phải hủy bỏ. Vậy tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp anh. Hôn ước này thật sự chỉ có người phụ nữ đó mới có thể hủy bỏ sao? Bà ta đã biến mất nhiều năm như vậy, đến nay sống chết chưa rõ, thật mong hôn ước của họ bị hủy bỏ, mình nguyện chờ đến ngày được gả cho anh Thần. Vị này là em rể phải không? Đúng là anh Tuấn phi phạm. Chẳng trách em gái lại cam tâm tình nguyện gả cho anh. Hai người đúng là một cặp trời sinh đó. Vị tiểu thư này thật là nực cười. Cô cả em gái cũng không có, ở đâu ra em rể? Ai da, không ngờ em rể còn rất hài hước nữa. Anh Thần, thời gian không còn sớm nữa. Nếu hôn lễ hôm nay đã không thành, chi bằng chúng ta đi trước đi. Tiểu Cẩn đi cùng bọn anh không? Vậy hay là em gái cũng đi cùng bọn chị đi? Không cần đâu, tôi không thích đi cùng đường với ký sinh trùng nhà Đông Phương. Em gái và em rể đúng là một đôi, đều hài hước như vậy. Vậy bọn anh đi trước đây, ngày mai anh lại đến tìm em, anh còn có lời muốn nói với em. Mộc Mộc, thân phận thật sự của em rốt cuộc là gì? Chương 70, hôn lễ giải tán. Hiện trường hôn lễ của Tần Vân Dật và Cung Vũ. Người của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Thiếu gia, người của chúng ta sớm đã vào vị trí, chỉ đợi anh hạ lệnh. Hành động. Ông Cung, ông có qua lại mật thiết với tổ chức ma túy, sợ chúng tôi bây giờ chính thức bắt ông về quy án, xin ông phối hợp. À, Cung gia lại ngấm ngầm giở thủ đoạn này sao? Thả tôi ra, cái người thả tôi ra, tôi muốn gọi điện cho luật sư của tôi. Nhân chứng vật chứng điều ở đây, luật sư cũng sẽ cho ông liên hệ, ông Cung không cần phải chống đối vô ích nữa. Người của anh hả? Ừ. Dung Tuần có nhiều người mai phục gần đây như vậy, lúc mình vào khách sạn lại không hề phát giác ra. Dung Tuần nhà mình cũng quả thật không đơn giản mà. Tại sao anh làm nhiều việc như vậy, lại chưa từng cho em biết hả? Loại chuyện này vẫn là để người đàn ông của em làm thì tốt hơn. Anh không muốn cái loại chồng chưa cưới lai lịch bất minh đó là bẩn tay vợ anh. Người đàn ông ngốc này sao lại cảm thấy gần đây anh ấy ngày càng thích ghen tuông vậy chứ? Anh yên tâm đi, em sẽ ngoan ngoãn làm bà Dung của anh mà. Khụ khụ. Thiếu gia, lúc nãy tôi sắp xếp người điều tra rồi, cây súng giấu trên người Cung Vũ chắc là liên quan đến người đó. Quả nhiên liên quan đến hắn, nhiều năm như vậy cuối cùng hắn đã quay về rồi. Xe cứu thương tới rồi, các người mau tránh ra. Chúng ta về nhà đi, ở đây không cần chúng ta nữa. Biệt thự Dung Tuần. Gần đây e rằng sẽ có người bất lợi với anh lo bọn họ sẽ ra tay với em. Anh đã sắp xếp người tăng cường cảnh giác, nhưng tự em cũng phải lưu tâm để ý thêm. Nếu thật sự có người ra tay với anh, em cũng có thể giúp anh một tay. Không cần đâu, cuộc chiến giữa đàn ông cần đàn ông phải tự đối mặt. Với cả tính của người đó, hắn có làm ra chuyện cực đoan gì cũng đều có khả năng. Mình nhất định không để Mộc Mộc dính dáng vào, lỡ như cô ấy có gì bất trắc e là mình phải hối hận suốt đời. Trải qua nguy hiểm nhiều hơn nữa, em cũng chưa từng sợ hãi. Mộc Mộc, em mới chính là mảnh xương sườn chí mạng nhất bên dưới lớp vỏ mạnh mẽ của anh. Anh tuyệt đối không cho phép em xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì. Được thôi, vì anh nhất định phải chú ý an toàn. Tuân lệnh, bà Dung của anh. Ha ha ha, vậy thì bây giờ có phải em nên giải thích một chút thân phận thật của em và chồng chưa cưới gì đó với anh rồi nhỉ? Điều là chuyện gì vậy hả, đại tiểu thư nhà Đông Phương? Cái này,
Chương 71: Cái chết của Tần Vân Dật. Còn nữa, có phải nên nhân tiện giải thích một chút nữa về cái tên chồng chưa cưới đó? Và còn chuyện hôn ước này của em nữa. Anh Thần, anh ấy... Còn là anh hả? Gọi cũng thân mật thật nhỉ? Ai da, lúc nhỏ vì nguyên nhân gia thế, rất nhiều bạn nhỏ không thể chơi với em. Chỉ có Bạch Dực Thần thường đưa em đi chơi, sao mẫu hai nhà liền trao đổi tín vật. Lúc bọn em còn rất nhỏ đã hứa hôn rồi. Lúc đó bọn em còn nhỏ, căn bản không biết hôn ước là cái gì. Ngay cả bây giờ em đối với anh ấy cũng chỉ là tình cảm với anh trai. Anh ấy với em chắc chắn cũng chỉ là tâm tư với em gái. Em gái? Hừ, ánh mắt hắn nhìn em không thích hợp. Quỷ mới tin anh trai em gái gì cơ đó. Vẫn luôn không nói với anh việc này. Thật sự là em sai rồi, em xin lỗi. Thật không ngờ nha, đại tiểu thư gia tộc Đông Phương, thiên kim nhà giàu số 1 thế giới, anh thật sự không biết mình đã cưới được một kho bạc về. Tuy rằng em rời nhà rất nhiều năm rồi, phát hiện mình vẫn luôn có chút mâu thuẫn với nơi đó. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Sau này nơi đây chính là nhà chúng ta, bất kể em muốn gì anh đều sẽ cho em. Nhưng mà chuyện hôn ước này em là tạm thời không giải quyết xong. Tại sao vậy? Theo quy cách tắc cũ của Đông Âu Đế Quốc, muốn hối hôn phải đem tín vật ban đầu trả về. Nhưng mà mẹ em đã mất tích rất nhiều năm rồi, không ai biết tín vật ở đâu. Thì ra nhạc mẫu đại nhân mất tích rồi, đây chính là nguyên nhân Mộc Mộc luôn không chịu về nhà sao? Mẹ mình chết rồi, ít ra mình cũng biết bà ấy chôn ở đâu, nhưng mà Mộc Mộc lại ngay cả sống chết của mẹ cô ấy cũng không biết. Yên tâm, có anh, nhạc mẫu đại nhân anh sẽ giúp em tìm, sau đó lại hủy cái hôn sự đáng chết ấy. Nói bậy, ai là nhạc mẫu đại nhân của anh? Hứ, sao lại không phải chứ, con gái bà ấy đã gả cho anh lâu như vậy rồi, còn có thể không nhận người con rể này sao? Đến lúc đó nó không chừng trong bụng con gái bà ấy đã có đời sau của ông Dung rồi. Về anh phải cẩn thận rồi đó. Lúc mẹ em còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân dáng người bốc lửa, tính tình nóng nảy, nó đến đánh nhau cả em và ba em đều không phải đối thủ của bà ấy. Không phải chứ, em nói thật hả? Cả em cũng không phải đối thủ của nhạc mẫu đại nhân, vậy nếu bà ấy, nếu như không vừa mắt anh không phải sẽ trực tiếp xử anh sao? Nhưng mà anh đừng lo, bây giờ bà ấy già rồi, có lẽ hai chúng ta bắt tay nhau không nhất định sẽ thua đâu. Người đàn ông ngốc này, còn con là thật nữa. Bệnh viện. Vân Thành, dựa vào tổ chuyên gia các anh cũng không cứu nào cô ta sao? Lệ Vân Thành, danh y bạn tốt của Dung Tuần. Thương thế của Tần Vân Dật quá nghiêm trọng, anh ta gắng gượng hơi thở cuối cùng chính là muốn gặp mặt chị dâu lần cuối. Bất kể thế nào, Tần Vân Dật dù sao cũng đã cứu em, chúng ta đi gặp anh ta lần cuối đi. Anh còn tưởng em sẽ không tới. Anh đã cứu mạng tôi sẽ không quên đâu. Em cứ xem như anh chuộc tội đi. Cảm ơn em có thể đến thăm anh lần cuối, để anh có cơ hội nói tiếng xin lỗi em lần nữa. Lời xin lỗi của anh em nhận được rồi. Chuyện lúc trước đều là quá khứ rồi, em đã không còn để bụng nữa. Vậy thì tốt Mộc Mộc. Sau này em phải chăm sóc tốt bản thân mình. Con trai à? Anh... Chương 72: Cung gia diệt vong. Căn cứ thiên ảnh vệ nhà tù dưới đất. Các người thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài. Cô muốn bảo tôi thả cô ra ngoài, vậy cô đã từng tha cho Mộc Mộc của tôi chưa? Không, anh làm như vậy là phạm pháp, anh thả tôi ra. Phạm pháp? Thiên ảnh vệ luôn luôn chống đỡ luật pháp của quốc gia này, ở đây thiếu gia chúng tôi chính là luật pháp. Đừng căng thẳng, tôi đến là thông báo cho cô mấy tin tốt. Tin tốt gì chứ? Tin tức thứ nhất, cha cô vì có cấu kết với tổ chức ma túy, qua mấy ngày nữa sẽ bị xử quyết theo luật. Những người trong nhà cô có dính líu đến phạm tội đều bị bắt xử, cho nên không ai có thể đến cứu cô đâu. Tin tức thứ hai, tập đoàn cung thị các người đã hoàn toàn đóng cửa rồi. Còn về tin thứ ba, Tần Vân Dật đã bị một cây súng của cô bắn chết rồi. Không thể nào, anh gạt tôi, Vân Dật sẽ không chết đâu. Cha và Vân Dật sẽ đến cứu tôi mà, nhà họ cung chúng tôi không thể có chuyện được. Thả tôi ra đi, cầu xin anh thả tôi ra ngoài đi. Hu hu, tôi muốn ra ngoài tìm Vân Dật, tôi muốn đi tìm cha tôi, cầu xin anh đó. Nếu sớm biết có hôm nay sao lại bắt đầu chứ? Cứ giống như cung gia lúc đầu đối đãi với Mộc Mộc vậy, đưa cô ta đến nhà thương điên đó đi. Đừng mà, tôi không muốn đến nhà thương điên. Tôi là đại tiểu thư cung gia, các người không thể đưa tôi đến nhà thương điên được. Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với. Biệt thự Hà Gia.
Ngươi là ai? Tôi là ai, hại đại tiểu thư không cần quan tâm. Nghe nói cô thích đại thiếu gia nhà họ Dung, có hứng làm một cuộc trao đổi với tôi không? Trao đổi gì chứ? Tôi giúp cô giành Dung Tuần về, có hứng không? Điều kiện của ngươi là gì? Ha ha, điều kiện của tôi rất đơn giản, chính là để cô giữ Dung Tuần lại bên cạnh mà thôi. Ngươi lừa gạt không phải ngươi, muốn làm hại Dung Tuần chứ? Xem ra cô không muốn làm vụ làm ăn này, vậy tôi phải đi tìm người khác thôi. Còn về sau đó xảy ra chuyện gì được không liên quan đến Hà đại tiểu thư cô? Chờ đã, ta đồng ý với ngươi. Ngươi muốn ta làm gì đều có thể thương lượng, nhưng mà ngươi tuyệt đối không được làm hại Dung Tuần. Ha ha, tốt lắm. Bây giờ Tần Vân Dật đã chết, tập đoàn Tần Thị nguy cơ trùng trùng, đang cần cô đi quan tâm cẩn thận nhị công tử nhà họ Tần. Cẩn thận nhắc nhở hắn một chút, rốt cuộc là ai hại chết anh trai hắn, để hắn đừng quên đi báo thù huyết hận. Người bảo ta đi xúi giục Tần Tiểu Khải hại Cung Vũ. Nhưng mà nghe nói Cung Vũ bị đưa vào nhà thương điên rồi, vậy mà sao làm hại? Cung Vũ tính là gì chứ? Tôi nói là người thật sự đã hủy đi một đời của Tần Vân Dật ấy. Người nói là tiện nhân Mộc Cẩn đó. Cuối cùng nói trúng rồi. Đi đi, giải quyết cô gái đó rồi. Dung Tuần sẽ là người của cô rồi. Chương 73, cơ hội của ác nữ. Quán bar. Hân Hân đến đây. Nào Hân Hân, uống cùng anh một ly. Anh chưa uống nhiều. Hân Hân, anh trai của anh chết rồi, anh ấy cứ thế chết rồi. Em có biết trong lòng anh khó chịu thế nào không? Tiểu Khải, anh bớt uống đi. Em biết tâm trạng anh không vui, nhưng anh vẫn phải chăm sóc tốt sức khỏe của anh chứ. Hân Hân, bây giờ anh chỉ còn lại em, chỉ còn một mình em có thể ở cạnh anh thôi. Hu hu. Yên tâm, em ở đây mà. Người chết đã chết rồi, anh đừng buồn. Đây cũng không phải là lỗi của anh. Nói đến cùng đó là do tiện nhân Mộc Cẩn đó. Nếu như không có cô ta, anh Vân Dực sao có thể chết chứ? Đúng đó, là vì Mộc Cẩn. Là con tiện nhân Mộc Cẩn đã hại chết anh của anh. Khải, ai muốn làm gì? Anh đừng dọa em, anh như vậy quá đáng sợ rồi. Đúng, đi giết cô ta. Hân Hân, anh phải đi giết Mộc Cẩn. Anh không thể để anh hai cứ như thế mà chết đi uổng phí. Anh phải khiến cho người phụ nữ đó nợ máu trả bằng máu. Được, được, được. Anh muốn làm gì em đều ủng hộ anh. Em sẽ ở bên cạnh cùng với anh. Hân Hân, em thật tốt. Có em thật tốt. Hừ, đúng là một thằng ngốc. Hai ba câu là đã cắn câu rồi. Công ty Dung Tuần. Gần đây Cung Gia và Tần Gia trước sau diệt vong. Giới kinh doanh biến động bất ngờ, các doanh nghiệp khác đều không dám hành động lung tung. Nhưng bây giờ là tình hình gì chứ? Đế quốc Dung thì chúng ta nhiều lần chịu công kích, rốt cuộc là ai làm vậy? Thiếu gia, nếu như điều tra không sai, có lẽ chính là trò quỷ doanh nghiệp Vân Dương này làm. Tên của công ty là Vân Dương. Tên này cũng biết đặt tên lắm, sợ người khác không biết là công ty của anh ta. Thiếu gia, lần này hắn hoàn toàn là nhắm tới anh đó. Trước tiên là giao súng cho Cung Vũ trên hôn lễ, bây giờ là triển khai công kích thương mại. Hơn nữa anh ta nhất định còn có chiêu tiếp theo, có thể làm ra cả những chuyện điên cuồng chưa biết chừng. Ra ngoài nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ, một công ty nhỏ nhỏ mà muốn chống đối đế quốc Dung thị. Đúng là không biết nông sâu, tiếp tục điều tra doanh nghiệp Vân Dương, tôi muốn biết tất cả mọi thứ. Dạ, tôi hiểu rồi. Thiếu gia, ngày giỗ của phu nhân sắp đến rồi, năm nay anh vẫn về Cơ Gia như những năm trước sao? Gần đây quá nhiều việc, mình nói đúng là suýt nữa đã quên rồi. Ngày giỗ của mẹ chính là tháng sau, tính ra cũng chẳng còn bao lâu nữa, chỉ là năm nay. Ngày giỗ, năm nay có lẽ sẽ náo nhiệt hơn năm ngoái một chút rồi. Nếu hắn đã trở về rồi, theo tính cách của hắn nhất định sẽ gây sự trong ngày quan trọng đó. Ừ, tôi cảm thấy hắn sẽ không chỉ nhắm vào tôi, nhắm vào mấy người Vân Thành bọn họ. Đáng sợ hơn là tôi lo hắn sẽ ra tay với Mộc Mộc, hoàn toàn không biết sự tình. Khách sạn Hoàng Triều. Ôi, sao lại đột nhiên gọi điện thoại vậy Tiểu Dạ Dạ? Là bởi vì mấy ngày rồi không gặp, nhớ anh sao? Chị em đâu, chị ấy có ở cạnh các anh không? Không có, lúc nãy cô ấy còn ở chỗ bọn anh, mới rời đi không lâu, sao vậy hả? Vậy thì thật là hỏng rồi, hôm nay em mới chú ý đến nhiệm vụ trên bản tử thần, có người đã thuê 4 sát thủ để mua mạng của chị đẹp rồi. Trước đó em gọi điện thoại cho chị ấy đã gọi không được rồi. Giả sát, trước tiên em đừng gấp, hai người bọn anh đi tìm lão đại ngay đây. Em phải tin tưởng thực lực của lão đại, sẽ không có chuyện đâu. Các anh cẩn thận một chút, em ở nước ngoài không đợi được nữa, em về nước ngay đây. Chương 74, thích sát Mộc Cẩn.
Cảnh sát nơi đây không tệ, lần sau cũng dẫn Dung Tuần đến đây ngắm. Bên này có hai tên, bên đó hình như cũng là hai tên. Điện thoại ngã hư rồi, xem ra hôm nay không thể gọi người. Chỉ có thể tay không tức sắc mà đánh thôi. Cứ tưởng rằng chỉ là một nhiệm vụ tùy tiện, không ngờ người phụ nữ này khó đối phó như vậy, lại hoàn toàn không có động tĩnh nào. Nghe nói sát thủ xếp hạng 10 trên bảng Kalodin cũng là đến đối phó với người phụ nữ này. Kết quả nhiệm vụ chưa hoàn thành, tự mình đã lại bị giải quyết rồi. À! Cô ta lại đã thủ tiêu hai người của chúng ta, thực lực này quá không bình thường rồi. Đi chết đi! Lợi hại đó. Không được động đậy. Còn động đậy nữa đừng trách ta không khách khí. Vậy thì đến đi, ta sẽ kết liễu hắn nhanh hơn ngươi. Đừng tưởng rằng ta không dám cô gái. Cô giết hắn rồi ta giết cô, tiền thưởng sẽ là của mình ta rồi. Chris, anh không thể làm vậy. Tại sao tôi lại không thể? Chỉ cần thủ tiêu người phụ nữ này, tôi sẽ có thể một mình nuốt trọn 50 triệu đô la Mỹ. Ngươi đúng thật là đáng thương, đồng bọn của ngươi muốn quất vỏ, không quan tâm ngươi nữa. Nhưng đồng bọn của ta thì không. Chị không sao chứ? Sao lại không sao được? Lão đại, anh giúp em băng bó đơn giản cánh tay trước nhé. Đây là ai làm bị thương? Chính là người này nè. Lại dám làm hại lão đại của ta. Á! À, sao các anh lại ở đây? Là giả sát gọi điện nói bọn anh biết có người thông báo nhiệm vụ giết em trên bảng xếp hạng tử thần, cho nên bọn anh liền gấp rút qua đây. Cảm ơn. Không thể cứ dễ dàng cho hai người bọn chúng như vậy. Nếu đã không có chuyện gì, em cũng phải về nhà rồi. Các anh xử lý mấy người này đi. Tiện thể điều tra giùm em là ai muốn mạng của em vậy. Em thấp thoáng nhận thấy những người này chắc không chỉ nhắm tới riêng mình em. Ý của chị là người mà người thuê những sát thủ này thực sự muốn giết không phải là chị. Giết chị chỉ là vì đối phó với người khác. Dung Tuần e là dạo này sẽ phiền phức rồi. Chương 75, món quà trời ban. Sao hả? Thân hình của anh khiến em nhìn đến ngay ra rồi. Không có. Nhóc con, em bây giờ ngày càng giống một cô gái nhỏ rồi. Ngày càng giống bà Dung của anh. Ý này của anh là nói trước đây em không giống hả? Trước đây chỉ có một mình anh cố gắng đi về phía em. Anh sợ một ngày nào đó em đột nhiên biến mất. Nhưng mà bây giờ anh rất vui, bởi vì trải qua nhiều chuyện như vậy, anh biết cô gái của anh cũng đang từng bước một đi về phía anh. Dung Tuần, cảm ơn anh là món quà tốt đẹp nhất mà trời cao đã ban cho em. Em cũng là món quà tốt đẹp nhất mà trời cao đã ban cho anh. À, sao vậy? Em không sao. Rốt cuộc là ai cả gan làm bị thương người phụ nữ của anh? Chắc là sát thủ của bảng tử thần đã cho người đi điều tra rồi, anh không cần lo lắng. Anh không luôn nói sẽ không để em phải chịu một chút tổn thương nào, nhưng lại vẫn để em bị thương, xin lỗi em. Thật sự chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, sau này em hứa với anh sẽ không để bản thân bị thương nữa. Mộc Mộc, chúng ta có một đứa con đi. Được. Thật sao? Thật mà. Em nói xem chúng ta sẽ sinh con trai hay là con gái. Điều tốt cả, bất kể là sinh ra là con trai hay là con gái, chúng ta đều nhất định sẽ quan tâm yêu thương nó. Vậy chúng ta sinh một đứa con gái sẽ gọi là Dung Tiểu Manh, sinh đứa con trai sẽ gọi là Dung Tiểu Ngai, có được không? Phục, Dung Tiểu Manh còn được, cái tên Dung Tiểu Ngai này lại là cái gì chứ? Con gái xinh xắn tốt biết bao, nếu là con trai ngốc ngốc một tí là được rồi, như vậy mới có thể bị Dung Tiểu Manh ăn hiếp chứ. Có người cha như anh vậy sao? Nếu Dung Tiểu Ngai ngốc quá, chúng ta cũng sẽ rất mất mặt đó. Cũng phải. Cái đồ ngốc anh. Vì Dung Tiểu Manh và Dung Tiểu Ngai, bây giờ chúng ta bắt đầu cố gắng đi. Đồ xấu xa, em biết ngay là anh đang gài bẫy em mà. Chương 76, trận chiến trước khi đi làm. Anh tỉnh rồi, em tự mặc được mà.
cánh tay bị thương thì đừng ra vẻ nữa, ngoan ngoãn ngồi đó, cả người em từ trên xuống dưới có chỗ nào anh chưa thấy qua. Em chỉ là một tay bị thương thôi, nhưng mà một tay khác vẫn khỏe mà. Chống đối vô hiệu, ngoan chút đi. Em cười ngốc gì thế? Nghĩ đến anh lần trước cánh tay cũng từng bị thương, tay của chúng ta hợp lại vừa hay là một đôi. Một. Dung Tuần, anh còn không ra ngoài thì chắc sẽ muộn đấy. Cả tập đoàn Dung Thị đều là của anh, đến muộn thì đến muộn thôi. Ý, thiếu gia luôn đúng giờ, hôm nay sao còn chưa ra cửa? 2 tiếng sau, thiếu gia, tại sao anh còn chưa ra vậy? Vậy anh đi nhé. Ừ. Nhìn khuôn mặt mở chủ tràn đầy mãn nguyện, thiếu gia quả nhiên đã là một chuyện lớn. Những ngày này anh phải cẩn thận chút đó, tốt nhất là để trợ lý đặc biệt Vân đi theo anh bất kỳ lúc nào thì tốt hơn. Sao vậy, sợ anh có chuyện à? Vụ ám sát em có lẽ là nhắm đến anh nhất định phải chú ý chút. Anh biết rồi, em cũng cẩn thận một chút. Mấy ngày này sẽ có chút không bình yên, sau này ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Dạ sát, em quay về rồi. Dạ, em mới tới. Chị đẹp nghe Âu Dương và Trâu Trơn nói cánh tay chị bị thương rồi, nghiêm trọng không? Không sao, vết thương nhỏ chút thôi. Người đàn ông đó cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi, sao tính là đàn ông chứ? Em thấy hay là chị đá anh ta đi. Được rồi, không liên quan đến anh ấy. Nếu em đã trở về rồi thì giúp chị điều tra kỹ lưỡng chuyện này đi. Hừ, em biết rồi, bất kể là ai làm chị bị thương em cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dạ sát quay về rồi, thật sự tốt quá rồi. Gần đây tình thế ở đây rất nguy hiểm, có rất nhiều việc cần nó giúp làm. Đây lại là điện thoại của ai gọi đến đây? Mộc, nghe nói hôm qua em đã bị thương. Chương 77, người đàn ông nguy hiểm. Thông tin của anh nhanh nhạy thật đó. Vết thương em mới bị hôm qua, hôm nay anh đã biết rồi. Việc của người khác có thể không nhanh nhạy, việc của em thì không được. Nếu không quay về, không thể ăn nói với chú Đông Phương sao rồi, vẫn ổn chứ? Vẫn không tệ, căn bản không có gì đáng ngại nữa. Vậy thì tốt, lúc nào rảnh ra ngoài ăn bữa cơm cùng anh đi. Mấy năm nay nhà cũng không chịu về, ngay cả anh cũng không liên lạc nữa, đã muốn phủi sạch quan hệ với anh như thế sao? Đâu có, chỉ là em xảy ra một số chuyện, lúc đó anh vẫn đang bế quan tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, cũng không tìm anh. Như vậy sao, gần đây có tin tức của dì chưa? Vẫn là không có, mẹ mất tích lâu quá, tất cả manh mối hầu như đều đứt rồi. Trước đây nghi ngờ sự mất tích của mẹ có liên quan đến ba, bây giờ nghĩ lại có lẽ em đoán sai rồi. Chú Đông Phương yêu dì và em như thế, anh cho rằng sự mất tích của dì không có khả năng lớn liên quan đến chú ấy. Theo anh thấy, em có thể bắt đầu từ những người khác trong gia tộc Đông Phương thử xem. Anh là nói. Anh chưa có nói gì hết nhé, khi nào cần giúp đỡ thì tìm anh. Anh lúc nào cũng ở đây. Được, em sẽ không khách khí với anh đâu. Lẽ nào là người phụ nữ đó? Trước đây chỉ coi bà ta là niềm vui mới của ba, bây giờ xem ra hai mẹ con đó có thể còn đáng sợ hơn mình tưởng. Nhiều năm như vậy, bất kể là mình hay ba, điều tra không ra một dấu vết rõ ràng nào của mẹ, người có khả năng động tay động chân nhất chính là người phụ nữ đó. Xem ra trước đây mình thực sự đã trách làm ba rồi, có lẽ mình thực sự nên trở về bàn bạc kỹ lưỡng với ông ấy chút. Tiệm cà phê. Đã hẹn mình đi dạo phố, đợi lâu vậy rồi, Sơ Hạ sao vẫn chưa tới nữa? Ui da! Xem ra vận may của mình gần đây không tốt lắm. Xin lỗi. Vị tiểu thư này thật là xin lỗi. Không sao. Người đàn ông này có một loại mùi rất nguy hiểm một cách kỳ lạ. Quả nhiên là không giống với những người phụ nữ khác. Lại không nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ của mình, người phụ nữ của Dung Tuần đúng là có chút thú vị. Vị tiểu thư này thật sự ngại quá, đã làm bẩn váy của cô. Để thể hiện lòng hối lỗi của tôi, xin hãy để tôi mua một bộ quần áo khác cho cô. Bạn tôi sắp tới rồi, tôi không có thời gian. Hoặc là tiểu thư có thể để lại số điện thoại cho tôi, để tôi dễ dàng có cơ hội thể hiện sự hối lỗi của tôi. Không cần đâu. Nếu đã như vậy, vậy tôi không làm phiền tiểu thư nữa, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cần thiết có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Làm phiền rồi. Gần đây vận đầu hoa của cậu mạnh nhỉ, vậy mà đã có soái ca đến bắt chuyện với cậu rồi.
Nếu như bị Dung đại thiếu gia nhà cậu biết được là không làm loạn lên nè. Để mình xem nào, người này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Tổng tài xí nghiệp Danh Dương, Cơ Vân Dương. Chương 78, lại gặp Hà Hân Hân. Không tệ nha Mộc Cẩn, đây là một ông chồng rùa vàng đấy. Hay là cậu cứ trực tiếp đá Dung đại thiếu gia nhà cậu đi, đổi thành lao vào lòng người đàn ông độc thân này đi. Được đấy nhỉ, mình sẽ đem ý kiến này của cậu nói lại với Dung Tuần. Không phải chứ Mộc Cẩn, nếu như Dung Tuần biết được cái ý kiến thối tha này của tớ đưa ra, vậy mai này tớ e đã có chết cũng không biết chết thế nào nữa. Không cần đợi đến mai này đâu, ngày mai chính là sinh nhật của ông nội Lệ Vân Thành, cậu cũng sẽ đi nhỉ? Đại tiểu thư Diệp gia. Đúng vậy, hai người các cậu chắc chắn cũng đi, tiêu rồi tiêu rồi. Này Mộc Cẩn, cậu cứ tha cho tớ đi, tuyệt đối đừng nói với Dung Tuần nhà cậu nhé. Tớ chưa nói gì cả, chưa nói gì cả. Người phụ nữ của Dung Tuần không biết lúc chơi đùa sẽ là mùi vị gì. Chật chật, đúng là một cô gái khiến người ta động lòng. Trung tâm thiết kế thời trang hoàng gia. Tối nay chính là tiệc sinh nhật của Lệ lão gia, anh đã đặc biệt đặt may cho em một bộ lễ phục đẹp nhất. Dung tiên sinh, lễ phục ngày đặt đã sớm đưa đến rồi, chỉ đợi ngày tới lấy thôi. Được, đem ra đây cho vợ tôi thử. Vâng ạ, Dung phu nhân, mời đi theo tôi. Tiểu Lý, bộ váy này tôi muốn thử. Thật sự ngại quá hả tiểu thư, bộ váy này là khách hàng khác đặt làm riêng ạ. Phòng thay đồ của cô ở kế bên, bây giờ tôi sẽ đưa cô qua đó ngay. Vậy thì lại làm sao chứ, thứ bổn tiểu thư thích cô hỏi cô ta bao nhiêu tiền thì chịu bán. Bộ váy này tôi lấy rồi. Bộ váy này là do nhà thiết kế Victoria lừng danh khắp thế giới đích thân thiết kế, giá dự tính trên bộ đấu giá ít nhất cũng trên 10 triệu, đúng là quá hiếm có rồi. Hà tiểu thư, cô đừng làm khó tôi nữa, bộ váy này thực sự là người khác đã đặt rồi. Sao hả, cô như vậy là xem thường nhà họ Hà tôi hay là xem thường nhà Hân Hân tôi? Không phải đâu, không phải đâu, chỉ là vị khách hàng đã đặt bộ váy này tôi thực sự không dám đắc tội. Không dám đắc tội, tôi lại muốn biết là ai có thể còn có thanh thế lớn hơn Hà Hân Hân tôi. Sao hả? Hà đại tiểu thư đây là nhìn trúng quần áo của tôi rồi. Mộc Cẩn, cô vậy mà lại không sao ư? Lời của Hà đại tiểu thư thật là kỳ lạ, tôi vậy mà lại không sao. Lẽ nào Hà đại tiểu thư biết được tôi sẽ có chuyện gì sao? Lẽ nào sát thủ hôm đó có liên quan đến người phụ nữ này? Tôi có thể biết gì chứ? Tôi chỉ biết loại phụ nữ như cô gặp một người là yêu một người, Tần Vân giật chết vì cô đúng là không đáng. Đáng tiếc nhỉ? Dung Tuần cứ thích người phụ nữ như tôi, Hà đại tiểu thư ghen tị cũng vô ích thôi. Hừ, cô cứ đợi đó đi, rồi có một ngày Dung Tuần sẽ đá cô đi, đến lúc đó tôi xem thử cô khóc thế nào. Vậy Hà đại tiểu thư chắc chắn là không có cơ hội rồi, Dung Tuần đã là người đàn ông của tôi sẽ không để người phụ nữ khác có cơ hội vấy bẩn anh ấy. Mộc Cẩn, cô gợi mà xem cho tôi, rồi có một ngày tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tôi đang đợi cô xuất chiêu đây Hà đại tiểu thư, không tiễn. Chương 79, yêu nữ màu xanh. Dung tiên sinh, bà Dung đã mặc thử xong rồi. Sao hả, không nhận ra em nữa à? Anh hối hận rồi. Không nên để vẻ đẹp của em bị người đàn ông khác nhìn thấy, anh đã tự tìm bao nhiêu phiền phức cho mình rồi. Đáng ghét, đừng ngôn. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau xuất phát đi. Sân lớn biệt thự Lệ gia. Tôi nói mấy người các cậu sao mà chậm thế? Lệ Vân Thành, bạn tốt của Dung Tuần. Tôi đã đứng đây đợi các cậu cả buổi tối rồi. Bây giờ mới có 7 giờ 50 phút, ở đâu ra một buổi tối chứ? Một người đàn ông như cậu sao lại cằn nhằn khoa trương như vậy? Lục Diệp, bạn tốt của Dung Tuần. Tôi thích đấy thì sao? Tối nay là sân nhà của cậu, cậu thích thế nào cũng được. Ý của Vân Thành là chơi mấy người bọn tôi không hiểu chuyện rồi. Ôi trời! Người tới đủ rồi, chúng ta mau vào trong đi. Người phụ nữ bên cạnh Dung đại thiếu gia là ai thế? Sao chưa trước đây chưa từng thấy qua? Không phải có tin đồn đệ nhất đế thiếu của chúng ta không thích phụ nữ sao? Để nào là xã? Người phụ nữ này mặt mũi như hồ ly tinh, Dung đại thiếu gia chắc chắn là bị cô ta mê hoặc rồi.
Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Dung đại thiếu gia thật đáng sợ. Ôi trời, con nhỏ chết tiệt này sao cậu muốn lên trời à, sao lại đẹp như vậy? Còn không phải vì người đàn ông này sao? Ngoan ngoãn, đợi anh quay về, anh phải đi xử lý vài việc với Vân Thành bọn họ trước. Được, anh đi đi, em có sợ hạ cảnh em mà. Thì anh cứ yên tâm đi, cô gái này ra cho tôi thì anh cứ yên tâm đi Dung đại thiếu gia, tôi nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn không sức mẻ cho anh, tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp đi đâu. Wow, xinh đẹp quá đi. Thật sự là quá xinh đẹp rồi. Quỷ sứ, anh nhìn gì thế hả? Người ta sắp ghen rồi này. Lại là cô ta làm sao vào đây được? Em quen biết cô gái này à? Đâu chỉ là quen biết, cô ta là con gái ba mẹ em nhận nuôi. Chỉ là sau khi gia tộc phá sản, người phụ nữ này đã chạy mất dạng, không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Tiểu yêu tinh, nếu em có thể khiến cô ta ngủ cùng anh một đêm, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em. Thế nào hả? Anh nói là thật hả? Không được lừa người ta đấy nhé. Tiểu yêu tinh, em, anh còn có thể gạt em sao? Anh xấu chết đi được, yên tâm đi. Tối nay em sẽ nhất định đưa cô ta lên giường anh. Anh cứ ngoan ngoãn đợi đi. Mộc Cẩn, nếu không phải là cô, tôi sẽ không ly hôn với Tống Tạ, cũng sẽ không suy đồi tới mức phải đi theo loại đàn ông già này. Tối nay, tôi muốn cô cũng thân bại danh liệt giống như tôi vậy. Chương 80, Tô Mộc xấu mặt. Sân lớn Lệ Gia. Vân Thành, tôi có một tin tức xấu. Cơ Vân Dương đã trở về rồi. Cái gì? Hắn ta ở đâu? Vân Thành, cậu đừng kích động, nghe lão đại từ từ nói rõ. Đúng đó, Vân Thành, bình tĩnh một chút. Cơ Vân Dương cụ thể ở đâu tôi còn đang điều tra, nhưng mà mấy ngày trước Mộc Mộc đã gặp phải ám sát. Tôi cảm thấy việc này và anh ta chắc chắn không có liên quan. Vậy các cậu phải cẩn thận đó, Cơ Vân Dương chính là một tên điên cuồng biến thái, những việc làm ra không màng hậu quả. Ừ, tôi đã phái người âm thầm bảo vệ Mộc Mộc rồi. Ba người các cậu cũng vậy, tôi đã sắp xếp vệ sĩ tốt nhất bên phía tôi rồi. Vậy còn Dung Hy, sao hôm nay không thấy cậu ta? Tôi đã sắp xếp cho nó đi huấn luyện đặc biệt rồi, không qua mấy năm chưa quay về đâu. Vân Thành, cậu yên tâm, mối thù của hai cụ Lệ tôi nhất định sẽ thay cậu trả. Năm đó nếu không phải vì tôi, bọn họ cũng không chết trong tay Cơ Vân Dương. Lão đại, cậu không nên tự trách, chuyện của ba mẹ tôi không trách anh. Thù này phải tính với Cơ Vân Dương. Lần trước tôi niệm tình mẹ tôi tha cho hắn một mạng, lần này hắn lại còn dám quay về. Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ôi, tôi nói là ai vậy chứ? Thì ra là chị tốt của em mà. Mấy tháng rồi không gặp, trông chị đúng là ngày càng xinh đẹp rồi. Tối nay những người có thể đến đây toàn là những nhân vật có máu mặt, chị mà lại lẫn vào đây. Em thấy chị nhất định là được ai bao nuôi rồi phải không? Cô là ai hả? Nói chuyện đúng là kinh tởm, tôi thấy cô mới là được lão già bao nuôi đấy. Tôi được lão già bao nuôi thì sao nào? Tôi có làm sao đi nữa cũng không hạ tiện được bằng một cẩn. Cô ta chính là một con hồ ly tinh. Ôi trời, cô thật sự được người ta bao nuôi à? Dám mắng Mộc Mộc nhà tôi, ai cho cô can đảm vậy? Tiện nhân, cô lại dám đánh tôi. Đủ rồi. Mộc Cẩn, cô muốn làm gì? Các người muốn ỷ đông người, hai người ức hiếp một mình tôi sao? Đánh cô, tôi còn sợ làm bẩn tay của tôi nữa. Mộc Cẩn, cô muốn chết? Cô dám động đến Mộc Cẩn, cánh tay này không cần nữa phải không? Tôi đâu có. Mộc Cẩn tốt số quá rồi, nếu tôi một mình quen biết người đàn ông đẹp trai như vậy còn cần phải ngủ cùng loại đảo xà chân heo ghê tởm đó sao? Cô rốt cuộc có ra tay không? Mắt tôi nhìn thấy rất rõ. Nếu như cô biết điều thì tự mình đi đi. Soái ca này là ai vậy? Mộc Cẩn, chuyện này chưa xong đâu. Tôi tuyệt đối không để cô sống tốt đâu.